Chu Nguyên, hoàng tử Đại Chu, vì trúng độc oán long từ bé mà phải dùng tinh huyết của mẹ mình duy trì tính mạng, độc của hắn cứ 3 năm sẽ bộc phát một lần. Muốn triệt để loại bỏ đều phải dựa vào hắn, nhưng hắn xưa nay không thể khai mạch tu luyện, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nỗi đau bệnh tật này của hắn đều bắt nguồn từ vương triều Đại Vũ. Ngày trước, Đại Vũ chỉ là chư thân bảo vệ Đại Chu. Mấy chục năm nay đột nhiên phản loạn, chỉ trong một năm đã đuổi Đại Chu đến đất tổ Chu Thị. Ngày Chu Nguyên ra đời đã xuất hiện vận khí thánh long trong truyền thuyết, cha của hắn Chu Kình còn đang vui mừng thì bất ngờ phát hiện chi khí của Giao Mãng và Linh Tước. Tiếp đó chính là sự xuất hiện của Vũ Huyền, thì ra lão ta đã sớm lên kế hoạch, muốn dùng Mãng Tước nuốt long, đoạt vận khí của Chu Nguyên. Chu Kình cố gắng chống trả, chẳng những trọng thương còn mất đi một cánh tay, để đổi lại sự yên ổn 100 năm, bảo vệ con dân Đại Chu. Cuối cùng Chu Kình phải giao ra con trai của mình, Chu Nguyên mất đi bát mạch bẩm sinh, từ đó ra sinh ra oán khí mạnh mẽ. Chu Nguyên khi biết nguyên do, vô cùng phẫn nộ. Tuy không thể tu luyện, nhưng thanh niên vẫn chăm chỉ học nguyên văn. Trong lớp học có một cô gái xinh xắn tên Tô Ấu Vi, là người Chu Nguyên đã từng cứu. Thiên phú của cô rất tốt, chưa tới một năm đã mở ba mạch. Anh giai còn giúp cô giành lấy danh ngạch thi đấu vào 2 tháng sau, chẳng ngờ danh ngạch này lại bị tên Từ Lâm lừa mất. Chu Nguyên muốn giúp Tố Vi, ngỏ lời thách đấu, dân tình được dịp bàn tán xôn xao. Từ Lâm đã mở 2 mạch, còn Chu Nguyên chẳng có mạch nào, Từ Lâm rất đắc ý. Nhưng khứa này dường như quên mất mấy cái nguyên văn đã được dạy mà, Chu Nguyên lại áp dụng một cách rất tốt, dù không khai mạch vẫn đánh Từ Lâm nằm bẹp. Hôm sau, Chu Kình đưa Chu Nguyên đến đất tổ, Chu gia trước nay lưu truyền ở đây có bí mật có thể giúp Chu gia hưng thịnh. Nhưng không hiểu sao bao đời đế vương Chu gia đều không thành công mở ra, nếu Chu Nguyên làm được, vấn đề bát mạch của hắn có thể sẽ được giải quyết. Chu Nguyên nhỏ máu của mình xuống nền, trận pháp đột nhiên phát sáng, còn tấn công Chu Nguyên khiến thằng nhỏ bất tỉnh. Nhưng hắn không cam tâm, hắn nhất định phải lấy lại tất cả, đây là cơ hội cuối cùng, hắn bất ngờ được dịch chuyển sang một không gian khác. Vừa định thần đã gặp một tỷ tỷ xinh đẹp, nàng là Yêu Yêu, còn có pet cưng của nàng, Thôn Thôn. Yêu Yêu đưa Chu Nguyên đến gặp Hắc Gia Gia Thương Uyên, lão vừa nhìn đã biết vấn đề Chu Nguyên gặp phải, nhưng lão vẫn vô cùng lạnh lùng. Dựa vào đâu mà lão phải giúp Chu Nguyên chứ, vậy mà thằng nhỏ chẳng chút sợ hãi, vì hắn biết Thương Uyên chắc chắn đang đợi mình. Lão đồng ý giúp Chu Nguyên giải quyết vấn đề bát mạch, nhưng hắn phải đồng ý đưa Yêu Yêu rời đi, đồng thời bảo vệ cô. Giờ nhìn thằng nhỏ yếu ớt vậy thôi, chứ tương lai thì chưa biết đâu à. Chu Nguyên lập tức đồng ý, Thương Uyên đưa hắn đến một không gian khác, đột nhiên xuất hiện nhân ảnh áo đen tấn công, nó hình như đang gặm nhấm kinh mạch và thần hồn. Chu Nguyên dùng nguyên văn vừa đánh vừa chạy, nhưng vẫn bị vây khốn, hắn không cam tâm, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Thằng nhỏ giật mình mở mắt, cảm nhận lại thân thể một lần nữa, bát mạch của hắn đã hiện rồi, vốn dĩ khi sinh ra, bát mạch của Chu Nguyên đã tự mở, nhưng vì gặp đại nạn, nó đã ẩn náu để tự vệ, muốn đả thông bát mạch một lần nữa thì phải để hắn trải qua ranh giới sinh tử, nếu lúc nãy hắn không kiên định thì đã chết rồi. Yêu Yêu cũng giống Chu Nguyên, không thể dùng nguyên khí, nhưng trình độ nguyên văn thì khỏi chê nha. Chu Nguyên biết Thương Uyên không tầm thường, nhanh trí xin thêm ít cơ duyên, còn lanh lẹ quỳ xuống nhận lão làm sư phụ. Lão truyền cho hắn long hấp thuật, giúp hắn dẫn khí, gia tăng tốc độ khai mạch tu luyện, tặng thêm thuật đoạn hồn, rèn luyện linh hồn, tu luyện nguyên văn. Và bút thiên nguyên, nguyên binh vốn có 4 bậc, phổ thông, huyền thiên, thánh, bút nguyên thiên chính là nguyên binh bậc thánh chính hiệu, nhưng trong một trận đấu, nó đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu Chu Nguyên có thể nuôi dưỡng 9 nguyên văn bên trên bút thiên nguyên, nó sẽ khôi phục toàn bộ sức mạnh. Thương Uyên đưa cho Yêu Yêu một miếng ngọc bội, có rất nhiều chuyện lão không thể nói với cô, nhưng nếu ngọc bội này sáng lên, có lẽ bọn họ đã tìm thấy cô rồi. Lão cẩn thận dặn dò Chu Nguyên, tuyệt đối không được để Yêu Yêu mở phong ấn, dùng nguyên khí, nếu không sẽ có họa sát thân. Đã dặn dò hoàn tất, lão mở trận dịch chuyển, đưa cả hai rời đi. Lúc này bầu trời thay đổi, có kẻ đã tìm đến. Thương Uyên bộc lộ sức mạnh hắc đế của bản thân, bắt đầu phản công, còn Chu Nguyên và Yêu Yêu đã an toàn quay về tổ địa. Yêu Yêu từ đó cùng làm quen với gia đình của Chu Nguyên, cơm ngon canh ngọt cũng không thu hút bà, mà cái bình rượu phỉ thúy trước mặt mới rót ra thôi mắt bà đang sáng lên. Đúng lúc này Sở Thiên Dương cầu kiến, sau cuộc thi đại khảo chính là tỷ thí phủ cuối năm, Ất Viện do Tề Vương quản lý đã 2 năm liền giành được ngôi vị quán quân. Nếu năm nay vẫn hạng nhất, e rằng bọn Tử Hồng sẽ đoạt lại chức phủ chủ trong tay Sở Thiên Dương, lúc đó Tề Vương sẽ hoàn toàn kiểm soát phủ Đại Chu. Chu Kình đã sớm biết Tề Vương câu kết với triều Đại Vũ, xem ra chuyến này lão ta quyết tâm muốn phản, học trò ưu tú nhất lại là Tề Nhạc. Mở 6 mạch, hắn hiện tại còn đang ra sức lôi kéo Tô Ấu Vi vào Ất Viện, Chu Nguyên hứa sẽ khuyên Ấu Vi nhưng Giáp Viện là viện đứng đầu. Chỉ có học viên top 10 mới có quyền gia nhập, Sở Thiên Dương tuy rất muốn Ấu Vi và Chu Nguyên gia nhập, nhưng cả hai bắt buộc phải lọt top 10 mới được. Chu Nguyên và Tô Ấu Vi cùng nhau vui vẻ đi trên đường đã khiến Lâm Phong vô cùng ghen ghét, Tề Nhạc lợi dụng Lâm Phong thích Tô Ấu Vi, liên tục khích tướng, hứa trong tỷ thí đại khảo sẽ giúp Lâm Phong gặp Chu Nguyên, đánh bại Chu Nguyên trước mặt Tô Ấu Vi. Chu Nguyên quay về chú tâm tu luyện, đặc biệt là long hấp thuật, thằng nhỏ còn đang vui mừng vì tu luyện có tiến triển thì đã bị Yêu Yêu chê chữ ê kéo dài. Đó cũng gọi là long hấp thuật sao? Nhìn Thôn Thôn của tôi biểu diễn đây nè,
Chu Nguyên rất nhanh đã nhận ra điểm khác biệt giữa hắn và Thôn Thôn nằm ở hô hấp. Nhìn Thôn Thôn biểu diễn vào đường quyền mà mắt thằng nhỏ sáng rực, kiểu này phải gọi bằng sư phụ mới được. Chu Nguyên tiếp tục tu luyện, cứ đã này chắc hẳn hắn có thể đả thông mạch, nhưng mỗi ngày chỉ có thể tiến hành một lần. Vậy mà Chu Nguyên lại có thể đả thông 4 lần, đúng là không nên đánh giá thấp người khai mạch lần 2 như hắn mà. Chu Nguyên nhìn Yêu Yêu, muốn nhờ cô nàng dạy nguyên văn cho đây mà, còn dùng rượu phỉ thúy để dụ dỗ. Nghe tới rượu ngon bà kiềm chế đâu nổi, nhưng hiện tại thần hồn của Chu Nguyên còn chẳng đạt đến hư cảnh, lấy gì mà tu luyện. Hắn nên học thuật đoán hồn hỗn độn thần ma quan tưởng pháp mà Thương Uyên truyền lại trước, như thế mới khiến thần hồn vô hình hóa thành hư hình, lúc đó Yêu Yêu sẽ dạy hắn nhất phẩm nguyên văn. Chu Nguyên nghe lời lập tức làm theo, hắn tiến vào không gian hỗn độn thần ma, không ngừng tái tạo thần hồn, chịu đựng hẳn 88 lần thần ma để đột phá hư cảnh. Tốc độ này khiến cho ngay cả Yêu Yêu cũng không kịp tiêu hóa, quá trời là quái vật, hiện tại thằng nhỏ đã đủ năng lực học nhất phẩm nguyên văn. Bút Thiên Nguyên dưới sự nuôi dưỡng của Chu Nguyên hiện tại cũng đã sáng được nguyên văn đầu tiên, hắn cẩn thận cảm nhận, hóa ra đạo nguyên văn đầu tiên là văn võ, cho nó hai hình thái, bút và vũ khí. Yêu Yêu bắt đầu chỉ dạy Chu Nguyên, thời gian dần trôi, rất nhanh, ngày diễn ra tỉ thí đại khảo đã đến, Ấu Vi vui vẻ đến cạnh Chu Nguyên, cô hiện tại đã mở được 4 mạch. Trận đầu tiên, Chu Nguyên đấu với Bùi Vân, người đã mở tam mạch, ai cũng cảm thấy Chu Nguyên lành ít dữ nhiều. Nhưng khi lên sàn, Chu Nguyên vô cùng nhanh nhẹn, Bùi Vân vội vàng mở tam mạch, lại bị một đạp của Chu Nguyên tiễn xuống sàn. Dân tình được một phen nháo nhào trước vị điện hạ phế vật này, không ngờ lại đánh bại được người mở tam mạch. Tề Nhạc phát hiện Chu Nguyên có thể dùng nguyên khí, chẳng lẽ hắn đã mở mạch? Tô Ấu Vi bên này cũng vô cùng tò mò, gặng hỏi mãi mới biết Chu Nguyên đã mở được hai mạch, nhưng hắn còn có trình độ nguyên văn, biết đâu lại vào top 10. Trận thứ hai, Ấu Vi và Triệu Phong, khỏi bàn cũng biết bà Ấu Vi đánh nhanh thắng nhanh rồi, sau đó còn diễn ra thêm vài trận. Đến Khứa Lâm Phong thì ác khỏi bàn, đánh đối phương đến thảm, dù đối phương đã nhận thua vẫn không nương tay. 40 người lọt top đầu đã được xác định, tiếp tục bước vào vòng thứ hai, Tề Nhạc đã sớm sắp xếp để Chu Nguyên đụng phải Thạch Vũ, vừa bắt đầu. Thạch Vũ đã lập tức mở tam thạch, dự định khiến Chu Nguyên không kịp trở tay, nào ngờ thanh niên lại trở tay nhanh đến nỗi không kịp đỡ. Thạch Vũ mất sức phản kháng, sợ hãi ôm đầu, mồ hôi như tắm, nhưng Chu Nguyên đã dừng tay đúng lúc, để Thạch Vũ nhận thua. Vòng thứ 3 bắt đầu, lúc này chỉ còn lại 20 người, đây là vòng đấu chọn ra top 10, có quyền chọn học viện. Chu Nguyên còn chưa kịp về chỗ đã nhận thông báo hắn đấu với Lâm Phong. Nhìn màu là biết lại là chiêu trò của Tề Nhạc, Sở Thiên Vương ở một bên tức anh ách, ra lệnh sau hôm nay sẽ đuổi chủ đại khảo ra khỏi Đại Chu, dám câu kết với Tề gia, đáng chết. Lâm Phong đã mở 4 mạch, hắn vô cùng tự tin sẽ đánh Chu Nguyên bầm dập, nhìn Tô Ấu Vi quan tâm Chu Nguyên, Lâm Phong càng thêm phẫn nộ, hai thanh niên lao vào combat. Chu Nguyên vậy mà lại có thể đánh ngang tay, Lâm Phong không còn kiêng kỵ, lập tức mở tứ mạch, Chu Nguyên dùng chiêu thức Yêu Yêu chỉ dạy né tránh. Thân pháp vô cùng quỷ dị khiến Lâm Phong càng thêm sốt ruột, hắn xuất ra trung phẩm nguyên thuật Ngưu mà đập, may mà Chu Nguyên nhân tay dùng Thiết Phù Văn đỡ đòn. Hắn bị đẩy đến sát mép sàn đấu, Chu Nguyên khởi động Tam Đạo Nguyên Văn sơ cấp, Lâm Phong nhếch mép khinh thường, hắn tiếp tục thi triển trung phẩm nguyên thuật Thiết Ma Bích, chiêu này hút lấy đòn tấn công của Chu Nguyên, còn quay sang phản kích, Chu Nguyên vừa né tránh vừa đỡ đòn của Lâm Phong. Thời gian phát huy ba đạo nguyên văn sơ cấp đã hết, Lâm Phong đắc ý làm cú chót, chẳng ngờ Chu Nguyên không hề né tránh, còn bình tĩnh khai mạch, quyền đối quyền với Lâm Phong. Dân tình xem chiến vô cùng phấn khích, điện hạ phế vật này lại mạnh như vậy, Lâm Phong không cam tâm. Hắn điên cuồng tấn công nhưng lại bị hổ khiếu văn của Chu Nguyên phá vỡ phòng ngự, Chu Nguyên thừa thắng xông lên, dùng long hấp thuật hội tụ sức mạnh thi triển long bi thủ. Lâm Phong thấy tới số con miệng nó rồi, lập tức nhận thua nhưng Chu Nguyên giả vờ không nghe, hứa này là phải đánh cho bất tỉnh, Chu Nguyên chiến thắng trong sự hò reo của mọi người. Tề Uyên, cha của Tề Nhạc rất nhanh đã nhận tin Chu Nguyên khai mạch, hơn nữa top 10 cũng có vài thành viên quay xe gia nhập giáp viện. Nhưng Tề Uyên vẫn không tin Chu Nguyên thật sự quật khởi, trước mắt quan trọng nhất chính là cuộc thi cuối năm, ất viện chắc chắn phải giành hạng nhất, điều này khiến Tề Nhạc vô cùng áp lực. Ngày đầu tiên Chu Nguyên và Ấu Vi đến giáp viện, mọi người vô cùng hoan nghênh, dù vậy Sở Thiên Vương, viện trưởng giáp viện vẫn không dám lơi lỏng. Top 10 chỉ gia nhập giáp viện có 3 người, tất cả cần phải gia tăng tu luyện, giáp viện ngoài Dương Tái và Tống Thu Thủy đã mở 5 mạch, còn lại đều từ 4 mạch trở xuống, nếu đến cuối năm không ai mở được 6 mạch, vậy thì đừng mong thắng được Tề Nhạc. Tất cả cùng nhau đến thác Ngọc Linh tu luyện, đây là bảo địa của Đại Chu, đỉnh thác giống như tử linh ngọc tủy, khí ngọc tủy phóng ra sẽ thấm vào cơ thể theo dòng thác nước đổ xuống, giúp đả thông kinh mạch. Sở Thiên Vương còn đặc biệt tìm đến hai nguyên văn sư có trình độ để khắc tụ nguyên văn cho dân tình, như vậy sau khi vào thác Ngọc Linh, mọi người có thể hấp thụ ngọc tủy tốt hơn. Chu Nguyên thấy đợi xếp hàng dài rằng rặc để gọi Ấu Vi ra thác trước, hắn muốn thử tác dụng của thác ngọc tủy. Chu Nguyên định thần tu luyện, hiệu quả quả nhiên tốt, thần hồn hư cảnh cũng giúp thanh niên cảm nhận khí ngọc tủy rõ hơn. Ấu Vi cùng Thu Thủy ở bên trên đợi lâu đã bắt đầu lo lắng, sức tấn công của thác Ngọc Linh rất mạnh, lần đầu tiên Thu Thủy thử sức, thời gian nửa chén trà thôi đã chịu không nổi, vậy mà Chu Nguyên đã ở dưới đó bằng thời gian một nén nhang rồi.
Khi cả hai định gọi Sở Thiên Vương đến thì Chu Nguyên đã ngoi lên, nhìn Chu Nguyên khỏe mạnh mà cả hai đều hết sức kinh ngạc, quái vật chính hiệu mà. Chu Nguyên kéo Ấu Vi rời đi, hắn muốn tìm Yêu Yêu vẽ nguyên văn cho cả hai. Ấu Vi nấp sau một tảng đá nhỏ, nhìn bóng dáng của Yêu Yêu bà cũng có chút thất thần, xinh đẹp đến như vậy. Bà còn tưởng tượng Chu Nguyên và Yêu Yêu thân thiết các kiểu con đà điểu. Đúng lúc này Chu Nguyên vì nhìn nguyên văn Yêu Yêu vẽ quá lâu mà choáng váng ngã vào người cô nàng. Ấu Vi nhìn mà sượng dùng luôn mà, còn chưa định thần lại đã nghe Yêu Yêu nói Chu Nguyên cởi áo ra, mà người ta cởi để vẽ nguyên văn bà ơi, bà tưởng tượng không à. Yêu Yêu nhìn Liễu Yếu đào tơ vậy thôi, chứ đã có thể vẽ ra nguyên văn tam phẩm. Khi chuẩn bị đầy đủ thì tứ phẩm cũng không làm khó được chị, tính ra bà ngang với cao thủ thiên quan cảnh đỉnh cấp luôn rồi. Ấu Vi vốn còn đang sượng chân, khi Chu Nguyên kéo cô nàng ra giải thích việc vẽ băng hỏa tụ nguyên văn, cô nàng mới cười trừ vì sự hiểu lầm của mình. Chu Nguyên rủ Yêu Yêu cùng mình đến thác Ngọc Linh, lúc này, Ất Bính Đinh Tam Viện đang cùng nhau ăn hiếp Giáp Viện. Muốn Giáp Viện giao bớt thời gian sử dụng thác Ngọc Linh ra, Sở Thiên Vương và Từ Hồng bộc phát sức mạnh, muốn combat đến nơi đây mà. Bính Đinh hai viện ra sức khuyên ngăn, hai người mới chịu dừng tay. Tề Nhạc ra sức khích tướng, cái mỏ cũng hỗn lắm nhưng đụng phải Chu Nguyên, mỏ anh cũng không vừa. Mà dân tình lúc này chẳng đặt tâm trí lên hai anh nữa, tất cả đều bị vẻ đẹp của Yêu Yêu thu hút, từ lúc nào Đại Chu lại có người đẹp tuyệt sắc cỡ này. Tề Nhạc và Chu Nguyên không ai nhường ai, hắn liền đề xuất hai viện mỗi bên cử một người thi xem ai kiên trì ở thác Ngọc Linh lâu hơn. Khứa này khôn như hạch mà, hắn đã mở sáu mạch, tố chất thân thể cứng cỏi, nếu Ất Viện thắng, Giáp Viện đang có 3 canh giờ tu luyện, sẽ phải giao ra 1 canh rưỡi. Một canh giờ trong đó quy về Ất Viện, nửa canh giờ còn lại chia đều cho hai viện Bính Đinh, nhưng nếu Ất Viện thua, cũng phải giao ra nửa canh giờ. Tề Nhạc và Chu Nguyên cùng lao xuống thác, hiệu quả của băng hỏa tụ nguyên vô cùng tuyệt vời, giúp Chu Nguyên hấp thụ được gấp mười mấy lần trước đây, khiến mạch thứ 3 của hắn bắt đầu có động tĩnh. Nửa canh giờ trôi qua, Tề Nhạc đã sắp đạt đến cực hạn, hắn nuốt trang hồn đan giúp thần hồn của hắn tạm thời lên hư cảnh. Chu Nguyên dường như sắp mở mạch, nguyên khí dần xuất hiện, mở mạch rất hao tổn, e rằng Chu Nguyên khó mà kiên trì dưới thác. Tề Nhạc lúc này xuất chiêu đánh lén, công kích thần hồn, chơi dơ dữ à, Chu Nguyên không ngờ thần hồn của Tề Nhạc cũng mạnh như vậy, vội vàng đón đỡ. Khi Tề Nhạc đang đắc ý chiến thắng, hắn tưởng thần hồn của Chu Nguyên đã diệt, nhưng không nha bé ơi, Chu Nguyên bất ngờ mở không gian thần ma, hút Chu Nhạc vào trong. Khi hắn quay trở lại bờ, đã bất tỉnh nhân sự, còn Chu Nguyên vẫn không chút hư tổn, hắn cũng thành công mở tam mạch, thanh niên cũng báo cáo việc Tề Nhạc dùng hồn châm tấn công hắn. Hiện tại Tề Nhạc thần hồn tổn thương cũng là do hắn tự chuốc lấy, dân tình bắt đầu bàn tán chế nhạo, Tề Nhạc cao thủ sáu mạch lại còn giở 3 cái trò mèo như vậy. Chu Nguyên rất hào phóng, thắng được 1 canh giờ rưỡi, đã chia cho hai viện Bính Đinh mỗi viện nửa canh giờ, hắn không tính món nợ câu kết Ất Viện trước đó, còn đối đãi tốt với hai viện, khiến hai vị viện trưởng vô cùng cảm kích, Sở Thiên Vương cũng phải gật gù tán thưởng cách làm này. Tề Nhạc sau khi tỉnh lại vô cùng tức giận, danh tiếng mà hắn tạo dựng bấy lâu cứ như thế bị Chu Nguyên hủy hết một nửa. Giáp Viện từ đó cũng hừng hực khí thế, gia tăng tu luyện, Ấu Vi mở mạch thứ 5, Chu Nguyên cũng mở mạch thứ 4. Nhưng điều này không khiến Chu Nguyên vui mừng, khi ăn cơm cùng gia đình, hắn nói rõ lo lắng về tốc độ mở mạch tiếp sau đây. Hắn có thể cảm nhận hiệu quả của thác Ngọc Linh hiện tại đã không còn tác động đối với hắn, phải tìm cách mở mạch thứ 5, nếu không thi phủ cuối năm, Tề Nhạc mở 7 mạch, hắn khó mà địch lại. Yêu Yêu có một cách, cô nàng biết một loại nguyên văn gọi là Tam thập lục thú khai mạch văn, lấy máu của 36 nguyên thú nhất phẩm làm vật dẫn, sau khi vẽ lên người có thể lợi dụng khí hung sát trong huyết mạch để mở mạch, người mở mạch cần phải tâm trí kiên định. Nếu không rất dễ bị khí hung sát làm tổn thương, nói chung là liều ăn nhiều nè, Chu Nguyên không nản lòng, hắn muốn thử cách của Yêu Yêu. Núi Hắc Lâm có nhiều nguyên thú, Chu Kình sẽ để thống lĩnh Lục Thiết Sơn đi cùng, Chu Nguyên sẽ tự mình săn 36 nguyên thú đó. Như vậy tác dụng của nguyên văn sẽ càng mạnh hơn, Yêu Yêu cũng đồng hành cùng thanh niên. Tối hôm đó đột nhiên Tề Vương phủ thông báo có trộm, Tề Nhạc biết việc Chu Nguyên đến núi Hắc Lâm, đã sắp đặt tất cả để tìm cách ám sát Chu Nguyên, lấy cớ bắt trộm dẫn quân đến núi Hắc Lâm. Chu Nguyên lúc này vẫn đang hăng hái săn giết nguyên thú, đội quân của quản gia Tề Vương phủ ngày càng đến gần. Lão ta cố tình giữ chân Lục Thiết Sơn, để hai tên trộm La Thống, La Hạo đi ám sát Chu Nguyên. Hai chả vừa thấy Yêu Yêu đã thèm nhỏ dãi, cả hai đã là cao thủ khai sáu mạch, La Thống đi tìm Chu Nguyên, La Hạo bắt Yêu Yêu. Hắn vừa sàng ra đã bị Thôn Thôn chặn lại, hắn còn đang cười nhạo thì Thôn Thôn đột nhiên biến thành khổng lồ, rồi nuốt luôn hắn vào bụng. Chu Nguyên bên này khi biết Yêu Yêu đang gặp nguy hiểm, hắn vô cùng lo lắng, lập tức tấn công La Thống. Đánh nhanh thắng nhanh còn đi cứu gái, động tĩnh không nhỏ từ phía Chu Nguyên đã khiến Lục Thiết Sơn phát giác vấn đề. Chu Nguyên sau khi hạ gục La Thống, vội vã đi tìm Yêu Yêu, bà thì đang nhàn nhã nướng cá, còn Chu Nguyên thì cả người lấm lét. Hớt hải, Chu Nguyên hỏi tên La Hạo đâu thì Thôn Thôn nhả ra một lệnh bài, có lẽ là ghi chép nguyên thuật. Chu Nguyên vui mừng phát hiện là thuật huyền mang, thứ này đối với Đại Chu cũng tính là bảo vật đó nha, nguyên thuật cấp cao. Lục Thiết Sơn vội vàng quay về, thấy Chu Nguyên vẫn bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có trưởng lão Tề gia là hú hồn chim én, vội vàng giết La Thống để diệt khẩu rồi cáo tử.
Tề Nhạc nhận tin Huyền Mang thuật đã biến mất, hắn vốn chỉ muốn mượn cớ diệt Chu Nguyên, nếu Tề Uyên mà phát hiện là tới công chuyện luôn nha. Chu Nguyên sau bao ngày tháng đa săn giết đủ 36 nguyên thú, Yêu Yêu bắt đầu vẽ nguyên văn lên người hắn. Nhìn thanh niên cởi áo trước mặt, cô nàng còn khen body cũng ngon nghè, làm thằng nhỏ ngại ngùng hết sức. Sau khi nguyên văn thành hình, Chu Nguyên một lần nữa tiến vào không gian thần ma, mới một lát đã nới lỏng một phần nhỏ mạch thứ 5. Tiếp theo hắn chỉ cần tiếp tục kiếm nhiều tinh huyết hơn, có lẽ không đến một tháng nữa sẽ có thể đả thông mạch thứ 5. Chu Nguyên lại bắt đầu hành trình săn thú của mình, lần này hắn bị một em nguyên thú viêm giáp tê liên tục tranh giành chiến lợi phẩm, viêm giáp tê phòng ngự rất mạnh, ngang với tu sĩ M7 mạch, nếu Chu Nguyên không tìm cách giải quyết nó, e rằng công cuộc đi săn của thằng nhỏ phải từ bỏ thôi, mà bị một con giáp tê đuổi đi thì không cam tâm lắm nha. Nhưng bút thiên nguyên chỉ mới thắp sáng một nguyên văn, không tấn công nổi, long bi thủ cũng vô dụng, hay là luyện huyền mang thuật thử cái nào. Chu Nguyên chăm chú lĩnh hội, áp xúc nguyên khí có chút khó khăn, dùng sức lớn dễ tổn thương kinh mạch, dùng nhỏ quá thì luyện không ra thanh mang. Thanh niên còn đang mất não thì Yêu Yêu đã nhắc nhở dùng thần hồn để khống chế biến hóa cơ thể. Nghe mà như được khai sáng, cuối cùng hắn đã thành công, nếu như dùng long hấp thuật hấp thu thiên địa nguyên khí, chắc chắn có thể luyện ra thanh mang càng lợi hại hơn nữa. Giờ phải đi kiếm khứa viêm giác tê kia để trả đòn mới được, cái tội ngăn cản anh tu luyện, mà chuyến này anh chơi hơi ngu, chưa đánh gục được giác tê mà còn khiến nó nổi trận lôi đình. Chu Nguyên dụ nó tấn công rồi nhanh chóng né tránh để nó bị kẹt bên một tảng đá lớn, còn thanh niên tranh thủ thi triển long hấp thuật rồi xuất ra thanh mang, một cú ăn đứt luôn nha. Bên phía Tề Nhạc, hắn tìm kiếm khắp nơi vẫn không có tung tích của La Hạo, nghi ngờ huyền mang thuật đã rơi vào tay Tề Nhạc, hắn cho người bắt Ấu Vi để trao đổi. Ấu Vi tuy đã mở 6 mạch nhưng người của Tề Nhạc cử đến lại là cao thủ mở 7 mạch, khi nguy hiểm cận kề, may mà hộ vệ Chu Nguyên sắp xếp bảo vệ Ấu Vi đã kịp thời xuất hiện. Chu Nguyên sau khi giải quyết được viêm giác tê, săn nguyên thú tu luyện vô cùng thuận lợi, kỳ thi ngày càng đến gần, Chu Nguyên cũng sắp xếp quay về, hắn đưa huyền mang thuật cho phụ vương. Chu Nguyên đến giáp viện hội ngộ với mọi người, Thu Thủy và Dương Tái hiện tại cũng đã mở 6 mạch, nhưng Sở Thiên Vương nhắc tất cả không được chủ quan. Hai tháng nay Tề Vương đã tiến hành đặc huấn đối với học viên ất viện, Tề Nhạc cũng đã mở 7 mạch, thi phủ năm nay đối với giáp viện chính là một thử thách lớn. Ngày thi diễn ra, tất cả mọi người tập trung đông đủ, quy tắc giống với mọi năm, mỗi viện cử ra 4 người, tự do khiêu chiến, cho đến khi đánh bại hết 4 người có đối phương, khiêu chiến bắt đầu. Đinh viện Triệu Hàn khiêu chiến Bính viện, La Chí ứng chiến, các tu sĩ khác phấn khích hò reo, còn Tề Nhạc thì lo đấu võ mồm với Chu Nguyên. Các trận đấu lần lượt diễn ra, 4 người của Bính viện đã bị Tào Lăng của ất viện đánh bại, toàn bộ bị loại. Tào Lăng lúc này bắt đầu khiêu chiến giáp viện, Dương Tái ứng chiến, vừa bắt đầu, Tào Lăng đã thi triển nguyên thuật thượng phẩm hổ phệ liệt địa quyền, Dương Tái mau chóng dùng địa quang thuẫn đón đỡ. Cả hai thực lực ngang nhau, quyền đối quyền, đúng lúc này khí tức của Tào Lăng đột nhiên thay đổi, trở nên hung cuồng, sức mạnh cũng theo đó gia tăng không ít, Dương Tái cứ như thế bị đánh bại. Tiếp theo là trận đấu của Thu Thủy, đối thủ của cô là Phạm Võ, cũng sở hữu khí tức hung cuồng. Hai tên này bên ất viện chắc chắn đã vẽ một loại nguyên văn nào đó, thiêu đốt tinh huyết cơ thể, nguyên văn này vốn bị cấm dùng nhưng bọn này đúng thật là điêu. Chắc hẳn mỗi ngày trước khi thi phủ bọn chúng đều khắc họa phí huyết văn trên thân thể, nên hiện tại chỉ phát huy ra chỉ là tàn dư sót lại. Cho dù giám quan kiểm tra cũng không phát hiện, thứ này rất có hại cho người sử dụng, Tào Lăng và Phạm Võ sau chuyến này chắc cũng thành phế vật thôi. Yêu Yêu cũng đã phát hiện, cô nàng để Thôn Thôn chạy đến chỗ Chu Nguyên truyền đạt cách hóa giải, Chu Nguyên vẽ thanh tâm văn lên tay Ấu Vi. Nó sẽ khắc chế phí huyết văn, Ấu Vi chỉ cần tìm cơ hội đánh tay này lên đỉnh đầu bọn chúng thì có thể phá giải, vừa vẽ xong cũng là lúc Thu Thủy bại trận. Ấu Vi lên sàn, cô nàng nhanh nhẹn né tránh tất cả các đòn tấn công, nhẹ nhàng chuyển người đánh vào đỉnh đầu của Tào Lăng khiến hắn nằm bẹp, cô nàng nhìn về phía Tề Nhạc, đứa tiếp theo lên đây cho chị. Mọi người đều hò reo trước chiến thắng của cô nàng, đối thủ tiếp theo chính là Phạm Vũ, Ấu Vi dùng thượng phẩm nguyên thuật Vân Yên Du đối chiến. Đó chính là một trong những nguyên thuật khó tu luyện nhất trong Đại Chu phủ, đối thủ tấn công càng mạnh thì sẽ đẩy Ấu Vi đi càng xa. Không thể đụng vào người cô chút nào, Phạm Vũ tức giận đã kích hoạt khí tức hung cuồng, Ấu Vi nhảy lên cao điểm vào trán của hắn, Phạm Vũ lập tức ngã gục. Thắng liền hai ván, giáp viện vô cùng phấn khích, lúc này Ấu Vi lên tiếng khiêu chiến Liễu Khê, khiến cô ả cười lớn, Liễu Khê trước nay vẫn luôn tự tin vào thực lực của mình. Xem thường thân phận của Ấu Vi, cô ả mở sức mạnh 6 mạch, Ấu Vi cũng không kém cạnh, cả hai khí thế ngựa chiến lao vào. Liễu Khê vừa ra tay đã dùng thượng phẩm nguyên thuật, Trảm Phong Trưởng, không chút nương tay, rõ ràng là muốn dùng phẩm cấp nguyên thuật tốc chiến tốc thắng. Ấu Vi tuy rằng ngang cấp Liễu Khê, nhưng phá ngọc chỉ của Ấu Vi chỉ là trung phẩm nguyên thuật, lại thay phiên chiến đấu tiêu hao khá lớn, e là lành ít dữ nhiều. Ấu Vi có chút rơi vào hạ phong, Liễu Khê ngày càng đắc ý, không ngừng chế nhạo Ấu Vi, người như Ấu Vi dựa vào gì mà đấu với ả, tôi nghi lát mẹ này bị nghiệp quật dữ lắm này. Liễu Khê muốn thi triển hạ phẩm huyền nguyên thuật Thanh Phong Nhận, chính thức hạ đo ván Ấu Vi, dân tình đều lo lắng cho cô nàng nhưng Ấu Vi lại vô cùng bình tĩnh. Từ trước đến nay cô vẫn luôn cố gắng tu luyện, sự cố gắng của cô Liễu Khê căn bản không tưởng tượng được, tối ngày chỉ ảo tưởng thân phận địa vị. Ấu Vi cưỡng chế mở 7 mạch khiến cả khán đài đều thất kinh, quá trời liều mạng,
vậy mà thành công thiệt nhà mấy ní. Cấp độ ấu vi hiện tại đã cao hơn Liễu Khê, có lẽ sẽ triệt tiêu chênh lệch về phẩm cấp nguyên thuật. Phá Ngọc chỉ đối đầu Thanh Phong Nhận, kinh lực mạnh mẽ tản ra, Thanh Phong Nhận đã bị phá, Liễu Khê trúng đòn nghiêm trọng té xuống bởi cái mỏ hỗn nghiệp quật nhà mẹ. Khi dân tình cứ nghĩ ấu vi sẽ dừng chiến, nào ngờ cô lại lên tiếng khiêu chiến Tề Nhạc. Cô nàng đã tiêu hao rất lớn nhưng vẫn muốn giúp Chu Nguyên làm Tề Nhạc mất chút sức, nhưng Tề Nhạc chỉ dùng bôn lôi quyền đã khiến ấu vi phun máu. Chu Nguyên vội đỡ lấy cô, hắn cũng thay ấu vi tiến lên khán đài giáp viện Chu Nguyên khiêu chiến ất viện Tề Nhạc. Chuyện này khiến mọi người lo lắng Chu Nguyên mới năm mạch sẽ thua. Hai người không nhiều lời liền lao vào combat. Tề Nhạc rất nhanh nhẹn nhưng Chu Nguyên cũng chả vừa. Khi này cha mẹ Chu Nguyên ở trên rất tự hào nhưng cũng đôi phần tự trách, buồn bã nghĩ đến những năm con trai sống vật vã. Chu Kình lại càng trách mình vô dụng không thắng nổi Vũ Vương. Dù gì tất cả đã qua, họ mãn nguyện khi Chu Nguyên kiên cường được như hiện tại. Chu Nguyên chỉ mới năm mạch nhưng mạnh hơn họ tưởng, tên Tề Nhạc cũng phải nghi ngờ nhân sinh. Hắn sợ bị cha trách tội mà đã khai mở 7 mạch, nhưng Chu Nguyên cũng chả kém cạnh khai mở 5 mạch đối đầu. Hai bên liên hoàn tung chiêu nên trận đấu vô cùng ác liệt. Tên Tề Nhạc đã thi triển tới cực hạn sức mạnh của 7 mạch, tấn công vô cùng mạnh mẽ tung cả đá. Lúc này Chu Nguyên nhớ tới ký ức khi bên cha luyện tập và những lời dặn dò, hắn đã thành công và vô cùng nhanh nhẹn, cuối cùng phản đòn phá vỡ cả kim thạch chi của Tề Nhạc kia. Sau màn này tên Tề Nhạc bị mọi người coi thường cười nhạo, vì thế hắn lên cơn điên tiếp, liều mạng dùng tới cả phá mạch quyết, là nguyên thuật trợ giúp mở mạch trong thời gian ngắn, nhưng vô cùng tổn thương tới thân thể. Lão Tề Uyên đúng là không từ thủ đoạn, muốn đoạt lại phủ Đại Chu mà dùng đến cả an nguy của con trai. Tên Tề Nhạc lúc này trông như bị dại, háo thắng xông lên, 8 mạch nên thực lực tăng lên rất nhiều, Chu Nguyên bị tấn công choáng váng. Hắn ta càng huênh hoang bước tới chế nhạo, hắn mạnh mẽ lao tới nhưng Chu Nguyên cũng huy hoàng đối đầu, bất ngờ đã khiến hắn ta phải lùi xa. Hóa ra là Chu Nguyên luôn che giấu 6 mạch mà đã mở được từ lâu. Tề Nhạc dù có kinh ngạc nhưng vẫn ngạo mạn như thường, không ngờ hắn ta dùng thuật huyền mang, mang ra quầng thanh mang, dường như mọi người đều nghĩ Chu Nguyên sẽ bị hạ. Tên Tề Nhạc lại càng vinh váo lao tới, bất ngờ, Chu Nguyên lại cũng dùng long hấp thuật, lại cũng có thuật huyền mang. Hai tên tiếp tục solo lao vào nhau không ngừng, một trận nổ lớn xảy ra, một cánh tay tên Tề Hạo đã rơi xuống trong sự tuyệt vọng và căm phẫn. Lúc này tất cả đều kinh ngạc, lão Tề Uyên bực tức sai Tề Lăng, theo lệnh lão Tề Lăng phóng chiêu tới muốn giết, may có phủ chủ Sở đã kịp bảo vệ Chu Nguyên. Lão Tề Uyên bị chất vấn nhưng cũng phải nhẫn nhịn giáo huấn lại Tề Lăng, cũng giả tạo xin lỗi Chu Kình. Tiếp theo lão có thắc mắc về thuật huyền mang của Chu Nguyên vì nó giống với thứ mà Tề Vương phủ bị mất tích. Hóa ra Chu Nguyên lấy được từ một tên thích khách trên núi Hắc Sơn, lão ta nói khéo ý muốn xin lại nhưng Chu Nguyên khôn khéo đã lấy lý do mà từ chối. Lúc này theo lệnh bệ hạ, kỳ thi phủ được tuyên bố kết thúc. Viện giáp đã toàn thắng, mọi người mừng rỡ reo hò. Chu Vương và Tề Vương nói chuyện ẩn ý, lão Tề ý đồ cảnh cáo nói về con trai Tề Hạo được trọng dụng dưới trướng vệ tướng quân. Ở một diễn biến khác, bí giám truyền tin tức đến, chính là tin về việc Chu Nguyên đã trở mình. Khi tên thị vệ nhắc về Chu Nguyên cũng là Thánh Long, tên này đã khó chịu cảnh cáo. Hắn cho là Chu Nguyên có vận khí không nên có, vì vậy Đại Chu phải trả giá. Hắn còn rất tự tin mình là thiên mệnh hợp khí vận Thánh Long nên đại võ mới vinh quang. Hắn khinh thường nhưng cô gái đằng sau nhắc nhở, hóa ra tên này là Vũ Hoàng, năm đó chính cha hắn cướp khí vận từ Chu Nguyên. Cô gái đó nhắc rằng phải cảnh giác, tiếp theo hắn cũng lệnh viện trợ cho Tề gia nhằm mục đích lật đổ Chu gia. Chuyển cảnh tại Chu gia, sau 1 tháng tu luyện, Chu Nguyên đã mở được mạch thứ 7. Dù lần trước giữ được phủ chủ nhưng vẫn phải cẩn thận về lão Tề Uyên. Hiện giờ thực lực của phủ Tề Vương đã mạnh hơn, muốn thắng được chỉ có khi vệ tướng quân Vệ Thương Lan đứng về phía bọn họ. Người đó là kẻ mạnh cấp thái sơ cảnh, quân Thương Lan cùng với cấm quân và Tề Vương vệ xưng thành 3 đội quân lớn mạnh, có sức ảnh hưởng tới cục diện Đại Chu. Hóa ra lão Chu Kình đã có lỗi với người ta, chuyện xảy ra từ khu đất Hắc Uyên hung hiểm nằm ngoài quận Thương Lan. Năm đó, một thế lực mạnh là thành Hắc Độc có thành chủ là kẻ mạnh thái sơ cảnh Hắc Độc Vương đã dẫn quân tiến đánh quận Thương Lan quy mô lớn. Chu gia đồng ý tiếp viện nhưng lại bị Tề Vương giở trò khiến cho chậm trễ, vì thế vệ tướng quân bị trúng độc chướng mà. Dù áp chế được nhưng con trai Vệ Bân của lão sinh ra lại bị nhiễm khí độc mà luôn nằm liệt giường. Vệ tướng quân từ đó luôn căm hận muốn báo thù Hắc Độc Vương và đương nhiên cũng để bụng Chu gia vì chậm trễ. Chính tên Tề Uyên nhắm vào đó mà gửi con trai Tề Hạo tới cạnh vệ tướng quân nhằm lôi kéo quan hệ. Dù là vậy, Chu Kình vẫn tin vệ tướng quân sẽ không đứng hẳn về phía nào. Tiếp theo lão thông báo cho Chu Nguyên về việc phát hiện ra di tích trong Hắc Uyên có nguyên thực tứ phẩm hỏa linh tuệ. Nó có thể giúp Đại Chu tăng thực lực đối phó DUO với phủ Tề Vương hay kể cả đại võ. Chưa hết, mà còn phát hiện được thêm cả quả ngọc anh có thể giúp tăng thêm tuổi thọ. Nghe đến đây Chu Nguyên nhớ tới mẹ, hắn quyết phải có được nó. Chu Kình định sẽ phái Lục Thiết Sơn dẫn người tới trước để hái, còn Chu Nguyên, lão muốn hắn tới quận Thương Lan kéo vệ tướng quân đứng về phía Chu gia, thêm nữa lão còn đưa hắn Viêm Lôi Quyết để tu luyện. Lúc sau, khi Yêu Yêu đang ở cùng hoàng hậu thì Chu Nguyên từ đâu chạy tới, tiếp theo hắn mồm mép khen ngợi, lại còn mang ra rượu ủ xích linh đắt tiền biếu cho cô. Hóa ra hắn là sắp vào dưỡng khí cảnh nên nịnh bợ xin công pháp tu luyện cao. Yêu Yêu cũng chiều theo mà mang ra Thiên Nguyên Điển, tu luyện được nguyên khí thất phẩm. Chưa hết, cô còn lấy ra một thứ hào quang chói lóa, nó là Tổ Long Kinh,
theo truyền thuyết là được sinh ra vào lúc khai thiên lập địa, khi tu luyện nó có 4 tầng. Tầng đầu là nguyên khí ngũ phẩm, thứ hai là nguyên khí thất phẩm, tầng 3 là nguyên khí cửu phẩm, tầng cuối thứ 4 chính là khí tổ long chân chính vượt cả cửu phẩm. Nói chung là tu luyện lên càng cao thì càng lợi hại. Mà đương nhiên cũng không phải dễ, nó khó chính là ở mức độ chưa từng có, thêm nữa nếu đã chọn sẽ chả thể tu luyện thêm công pháp nào khác. Chưa hết mà còn phải thêm điều kiện có khí vận của khí tổ long làm vật dẫn để khai mở, Chu Nguyên là thánh long, rất có khả năng tu luyện sẽ thành công, còn về lên được tầng mấy thì là ở hắn. Sau khi hắn suy nghĩ về mình bị trúng độc oán long, ủ rũ nghĩ chả còn cơ hội, nhưng Yêu Yêu đã cho hắn tia hy vọng, hóa ra độc oán long cũng là một luồng khí tổ long, hắn biết được thì vui mừng. Giờ là lúc lựa chọn, cuối cùng hắn đã kiên định chọn Cổ Long Kinh, hắn vì không còn muốn bị kẻ khác cướp đoạt, cũng vì muốn bảo vệ người thân mà quyết muốn phải mạnh mẽ. Với ý chí kiên cường, hắn đã nhận được Cổ Long Kinh, đã chọn cũng không còn đường lui, hắn dõng dạc nói sẽ cố gắng bước đi tới cùng. Bước đầu tu luyện chính là thu thập đủ 4 loại nguyên liệu, những thứ này đắt đỏ khiến cha hắn khi được nhờ phải hỏi rõ lại. Hắn rất quyết tâm nhưng hiện giờ hoàng thất chỉ có Thiên Kim Tủy và Cửu Huyền Tuyền Tinh, hai thứ còn lại hắn phải tự tìm. Là Thôn Nguyên Thạch nghe nói Vệ tướng quân có, còn về Huyền Nguyên thú mãng tứ phẩm, có thể tới Hắc Uyên tìm. Cùng lúc này, tên Tề Hạo cũng đã biết tin về Chu Nguyên. Sáng hôm sau quân lính và Chu Nguyên đã chuẩn bị lên đường, đi cùng còn có Yêu Yêu và Thôn Thôn, đúng lúc này, La Ấu Vi chạy tới, cô thưa chuyện muốn đi cùng Chu Nguyên, người cũng đồng ý, bọn họ xuất phát lên đường. Trên xe không khí cứ sượng chân, Chu Nguyên vừa mở mồm đã bị Yêu Yêu ném cho Kim Viên Ban Sơn Văn nhị phẩm bắt tu luyện. Hắn lười biếng, Thôn Thôn liền bực tức lao tới dạy dỗ cho. Ấu Vi lúc này cũng bị ném cho Huyền Nguyên thuật hạ phẩm từ Chu Nguyên, dặn cô tu luyện để mạnh hơn chuẩn bị cho chuyến đi này. Đoạn đường tiếp theo họ cùng nhau tu luyện chăm chỉ, cũng ngày càng tiến bộ, lúc này Ấu Vi đã mở được hết tam mạch, chuẩn bị mở khí phủ. Nghe nói khí phủ phân thành 4 cấp độ màu sắc, cành cao sẽ càng nhiều nguyên khí, người thường chỉ mở được khí phụ cấp thấp không màu. Ấu Vi quả là căn cốt vượt trội, mở được cấp 2 màu xanh, đột nhiên nó lại chuyển sang tím, căn cốt mạnh mẽ, là dưỡng khí cảnh. Chu Nguyên tiến tới chúc mừng nhưng Ấu Vi chả hiểu, sau khi Yêu Yêu xem xong mới biết có lẽ là Ấu Vi có khí phủ âm dương nhờ nguyên văn căn cốt cực kỳ hiếm có. Nó là đồng thời mang 2 loại khí phủ, hóa ra có thể tu luyện 2 công pháp đồng thời chỉ là sẽ phải chọn 2 loại thuộc tính âm dương mà cấp bậc ít chênh lệch, nếu không sẽ dẫn đến đánh mất sự cân bằng hủy cả khí phủ. Chu Nguyên lấy ra công pháp Lôi Viêm Quyết thuộc tính dương đưa cho Ấu Vi, vừa hay Yêu Yêu cũng có Hàn Minh Chân Kinh là công pháp thuộc tính âm, 2 công pháp âm dương rất hợp, họ đưa cho ủng hộ Ấu Vi tu luyện. Sau nhiều ngày di chuyển, Lục Thiết Sơn thông báo đã sắp tới quận thành Thương Lan, bọn họ đông người nên quyết định tới quân doanh để đóng quân, mai Chu Nguyên sẽ tới bái phỏng Vệ tướng quân sau. Họ đã tiến đến quân doanh, bỗng nhiên lúc này một cô gái phóng ngựa tới hỏi, khi biết thân phận, cô gái cũng rất cung kính đón tiếp, hóa ra cô là Vệ Thanh Thanh, phó thống lĩnh quân Thương Lan. Khi nhìn thấy Chu Nguyên, cô cũng nhận ra là người đã thắng kỳ thi phủ đó, còn thấy hai cô gái đi cùng, cô lại nghĩ xấu chắc tên này chỉ là một tên phong lưu lắm chiêu trò. Tiếp theo Thanh Thanh dẫn họ vào sắp xếp vị trí, đi vào trong lại chạm mặt hai người nam nữ, chính là Tề Hạo và một cô gái tên Vệ Đình. Được biết về thân phận Chu Nguyên, cô ả chưa gì đã ẩn ý xỉa sói, tên Tề Hạo lúc này cũng tiến lên bắt chuyện, bắt tay mà đã như đối đầu nhau. Hắn mời Chu Nguyên tới bữa tiệc chào đón, Chu Nguyên cũng đồng ý tham gia, tên Tề Hạo chưa xong còn tiến đến thì thầm uy hiếp nhưng Chu Nguyên chả hề e sợ. Đến tối, tên Tề Hạo nhắc quản gia Tề đừng lộ mặt, lão cũng nghe lệnh đã âm thầm đưa danh đại sư tới để hỗ trợ, hóa ra chúng muốn chữa khỏi bệnh cho Vệ Bân để lôi kéo Vệ Thương Lan. Lúc sau, mọi người đã cùng tụ tập xem quân lính so tài, khi bị Thanh Thanh nói oan, Ấu Vi liền bực tức đối chất. Thanh Thanh nhận ra Ấu Vi là dưỡng khí cảnh lợi hại, vậy mà lại theo sau Chu Nguyên. Tiếp theo, lại đến Vệ Đình lên hỏi khó muốn Chu Nguyên so sánh giữa cấm quân và Thương Lan quân trước mặt bọn họ, giờ hắn có nói ai mạnh thì cũng bị bên còn lại thù hằn, tưởng sẽ bị làm khó, nhưng Chu Nguyên khôn khéo đã tìm được đường trả lời hợp lý, hạ rồi lại nâng và còn cảm ơn quân lính nên đã lấy được lòng tất cả mọi người. Lúc này, tên Tề Hạo đã đứng lên hỏi tiếp, nói đến việc xoay chuyển tình thế trong kỳ thi phủ. Muốn xem Chu Nguyên thể hiện vài chiêu, ắt hẳn muốn làm xấu mặt hắn trước quân Thương Lan để mất uy nghiêm hoàng thất. Với sự tò mò phấn khích của mọi người và sự mưu mô của Tề Hạo, Chu Nguyên cũng chiều theo mà tới luôn, hắn sẽ phải đấu với quân sĩ Thạo tay tám mạch. Chu Nguyên tự tin phóng lên còn yêu cầu phân thắng bại với một chiêu, tên Tề Hạo đưa cho quân sĩ Thanh Nguyên binh trung phẩm, không ngờ tên này mạnh hơn Tề Nhạc. Hắn hùng hổ lao tới, Chu Nguyên đã dùng thuật huyền mang đối đầu đánh hắn văng ra, Chu Nguyên thắng lợi trong vinh quang gieo hò. Cùng lúc này, trong phòng chính là Vệ Bân đang quằn quại đau đớn, Vệ tướng quân vội vã lệnh gọi danh đại sư của Tề Nhạc tới. Lão nhớ về năm đó về sự chậm trễ của vương thượng, lần này vì con có lẽ lão phải đưa ra lựa chọn, nếu tên đại sư chữa khỏi cho Vệ Bân lão đành phải đứng về bên Tề vương phủ. Quay về phía Chu Nguyên, lúc này Thanh Thanh tiến tới xin lỗi về những chuyện hiểu lầm. Vừa yên bình được chút thì tên Tề Hạo lại đến nói kháy, đột nhiên có một tên binh sĩ chạy tới báo tin, chính là việc bệnh tình của Vệ Bân ác hóa nên Vệ tướng quân lệnh Tề Hạo đưa người tới. Hắn ta hùng hổ giới thiệu danh đại sư tinh thông các nguyên văn giải độc tam phẩm, hắn còn giả tạo quan tâm đau lòng cho Vệ Bân. Nói xong họ cũng quyết định xuất phát,
Chu Nguyên cũng đi theo xem xét tình hình. Lục Thất Sơn lo lắng chúng thật sự có thể cứu chữa, tới lúc đó vệ tướng quân dù có kiên định cũng sẽ đứng về phía Tề Vương phủ, có điều Chu Nguyên không thật sự tin tưởng tên doanh đại sư kia. Bọn họ đã đến trước cửa phòng gặp được vệ tướng quân, khi được hỏi về độc chướng ma, lão doanh đại sư còn kể về năm xưa hành tẩu ở Hắc Uyên đã từng phá giải được nó. Nghe vậy Vệ Thương Lan rất vui mừng, hứa nếu chữa khỏi bệnh sẽ hậu tạ và chắc chắn sẽ tới tận nhà Tề Vương cảm ơn. Nghe đến đây tên Tề Hạo mừng thầm trong lòng, chỉ cần như vậy tương đương với việc quân Thương Lan đúng về phía Tề Vương phủ. Lúc đó các thế lực Đại Chu cũng sẽ lũ lượt tới đầu quân, đánh bại được Hoàng Thất. Lúc này, bỗng Chu Nguyên lại tiến lên, hóa ra hắn cũng từng nghiên cứu nguyên văn nên muốn đi cùng để học hỏi. Bên trong là hình ảnh Vệ Bân đau khổ quằn quại, lão danh đại sư kia xem qua thì thấy độc đã xâm nhập xương cốt, tiếp theo lão vẽ lên người hắn những nguyên văn. Chưa được nửa đường mà tên Tề Hạo đã đắc ý chế giễu, Vệ Thương Lan nhìn ra đây là nguyên văn tam phẩm, đột nhiên cơ thể Vệ Bân như vùng lên đau đớn. Lão giải thích đây là hóa độc văn đang hóa giải độc chướng ma, không ngờ một hồi sau, độc chướng ma trong cơ thể Vệ Bân thật sự đã hết, Vệ Thương Lan vô cùng vui mừng cảm ơn lão danh đại sư. Tiếp theo lão muốn Chu Nguyên tạm thời ở lại trong quân doanh, đây là ý muốn giam lỏng để Chu Nguyên không thể tranh hỏa linh tuệ nên tên Tề Hạo rất đắc ý. Đúng lúc này, Yêu Yêu đã lên tiếng nói đấy chỉ là hy vọng giả dối và khinh thường. Lão già kia nghe được thì tức giận chửi mắng cô là ăn nói bậy bạ, ngay cả vệ tướng quân cũng đòi trừng phạt cô. Tiếp theo, cô trả chấp nhặt bảo họ hãy lấy chiếc kim bạc châm vào huyệt vị ở ba tấc đất sống thắt lưng. Nghe đến đây lão già như chột dạ nói xấu Yêu Yêu muốn Vệ Thương Lan đuổi cô ngay lập tức, cả tên Tề Hạo cũng thêm dầu vào lửa nên vệ tướng quân đã muốn đuổi cô đi. Thế nhưng Chu Nguyên đứng ra thuyết phục đây là chuyện liên quan đến tính mạng, muốn Vệ Thương Lan hãy tra xét kỹ càng rồi xử tội sau. Cả Thanh Thanh đằng sau cũng muốn xác minh cho rõ nên lão quyết định làm theo, khi cầm cây kim châm xuống, không ngờ vô số luồng khí độc lại thoát ra, giờ lão già đại sư kia chả thể chối cãi. Cái lão dùng vốn chả phải hóa độc văn mà chỉ là một chiêu áp độc văn tạm thời, không những một thời gian sau sẽ lại tái pháp mà còn khiến độc trở nặng mà vô phương cứu chữa. Lão ta sợ hãi vì lại bị một cô nhóc nhìn ra thủ đoạn, khi bị ép lão vội chuồn đi nhưng đã bị tên Tề Hạo nhanh tay giết chết bịt mồm. Sau việc này hắn ta đổ tội hết cho lão già, cũng bị đuổi khéo đi. Khi Vệ Thương Lan đang ủ rũ, bỗng lại nghe được Yêu Yêu vẫn còn cách cứu sống con trai nên lão liền quay ra vội vã cầu xin. Ấy vậy mà, cô lại đẩy sang cho Chu Nguyên nói hắn có thể cứu khiến hắn ngơ ngác, tiếp theo cô lại nói cần 10 ngày để chuẩn bị nguyên liệu. Đã vậy rồi Chu Nguyên cũng đành liều một phen nói có thể cứu chữa với hai điều kiện là giúp hắn có được hỏa linh tuệ với quả ngọc anh và hắn còn muốn thôn nguyên thạch trong phủ. Vệ tướng quân vì con trai đã sẵn sàng đồng ý tất cả. Tiếp theo họ được sắp xếp đến một căn phòng, khi bọn họ đang lo lắng gần chết thì Yêu Yêu lại bình thản đến lạ thường, thật ra nguyên văn tam phẩm chỉ để áp chế độc. Trong thời gian tới Yêu Yêu sẽ dạy Chu Nguyên một số nguyên văn tên thiên nghi thực độc văn mà hắn chỉ cần làm theo sẽ có thể giải quyết được độc chướng ma. Tiếp theo cô đưa ra từ nguyên liệu, ba người kia nhìn thấy thì sốc ngang vì toàn bộ đều là máu độc của các loại nguyên thú. Hóa ra là lấy độc trị độc, Chu Nguyên nói mai sẽ đến học sau đó rời đi. Cùng lúc này bên phía tên Tề Hạo hắn đã lệnh trông chừng kỹ Chu Nguyên, hắn cũng đang âm mưu mồi chài Hắc Độc Vương, lão Tề Lăng đã chạy tới thành Hắc Độc. Chính Tề Vương đã cho lão tới toàn quyền thương thảo, khi nói đến điều kiện, Hắc Độc Vương chính là muốn bọn chúng giết chết Vệ Thương Lan. 8 ngày sau, nhờ có tài năng thiên phú mà Chu Nguyên đã vẽ được hoàn chỉnh thiên nghi thực độc văn phức tạp. Khi vừa vẽ xong cơ thể Chu Nguyên vô cùng ngứa ngáy như cắn xé da thịt. Dù có vậy đây là nguyên văn hắn sẽ phải vẽ trên người Vệ Bân để không xảy ra vấn đề sai sót mà hại cậu ta. Chu Nguyên quyết tâm sẽ luyện tập thành thục nó. Bên vệ tướng quân, người đã nghe tin Chu Nguyên đang luyện tập vẽ nguyên văn, lão vẫn bình tĩnh cho tới khi nhìn tờ nguyên liệu mà hắn đã mua, lại toàn là những thứ kịch độc. Dù nghi ngờ nhưng sau bao năm tìm kiếm người chữa trị mà không được, lão vẫn quyết định thử tin tưởng vào lời hứa của Chu Nguyên này. Sáng hôm ấy, vừa dậy mà đã gặp thống lĩnh Lục đang thấp thỏm, hóa ra lão đã chuẩn bị sẵn cầm quân để đề phòng hộ tống Chu Nguyên chuồn đi ngay lập tức khi cần. Lúc này là Yêu Yêu bước tới và hai người bọn họ cũng lên đường. Chuyển cảnh, tên Tề Hạo đang tình tứ với cô ả Vệ Đình, hắn là muốn cô ta thêm dầu vào lửa hãm hại Chu Nguyên ở đó, lấy cái danh con dâu Tề Vương phủ ra để dụ dỗ ả ta. Ả vừa đi Tề Lăng đã tới báo về điều kiện vô lý của Hắc Độc Vương, lão nói muốn bàn chuyện ít nhất cũng phải là Tề Hạo đến đó. Ở bên phía Vệ Thương Lan thì Chu Nguyên đã tới. Sau vài lời giải thích, Chu Nguyên cũng tay vào việc pha trộn nguyên liệu, cũng lý giải rằng đây là muốn lấy độc trị độc. Được sự đồng ý, hắn liền cầm bút lên vẽ, đầu tiên chính là nguyên văn nhất phẩm. Hóa ra Chu Nguyên còn phải học thêm 8 loại nguyên thuật nhất phẩm để bổ trợ thiên nghị thực độc văn, bước tiếp là nguyên văn nhị phẩm độ phức tạp không tầm thường, cuối cùng là khởi động. Lúc này Chu Nguyên dường như bước vào trong nơi chứa khí độc để chiến đấu với vô số độc tố đáng sợ, khai mở những chấm nguyên văn nhất phẩm chiến đấu với đám độc tố kia. Độc tố dần được hóa giải hiện lên rõ rệt, chiêu này của hắn như dẫn binh đánh trận, đầu tiên dẫn độc ra sau đó tấn công và cuối cùng ép độc chướng ma suy yếu dần dần. Những nguyên văn kết hợp đã bao vây chất độc rồi hóa giải hoàn toàn. Chỉ là chiêu này tiêu hao nhiều sức lực, Chu Nguyên cố gắng trụ vững. Vừa dứt lời, bất ngờ độc chướng ma lại bùng lên như muốn chui lại vào cơ thể Vệ Bân khiến mọi người lo lắng sốt ruột. Chu Nguyên nhận ra không đủ thể lực dẫn đến sức mạnh yếu đi mà nguy cơ bị tấn công ngược,
Yêu Yêu định vào giúp nhưng Chu Nguyên đã hứa sẽ cứu khỏi cho Vệ Bân vậy nên từ chối. Hắn tự làm theo cách của mình, trận đánh bên trong xảy ra vô cùng ác liệt, cuối cùng thật sự đã thành công chữa được độc chướng mà. Mục Vân mất sức mà choáng váng, lúc này Vệ Bân thầy vô cùng nhẹ nhõm, thật sự đã thành công, Vệ Thương Lan vô cùng vui mừng đến cảm ơn. Lão đã ngay lập tức mang đến thôn Nguyên Thạch và cũng hứa sẽ dốc hết sức hỗ trợ Chu Nguyên tìm kiếm Hỏa Linh Tuệ. Bên này, tên Tề Hạo nhận được tin thì vô cùng cay cú, biết mình không thể đợi thêm liền ngay lập tức tới thành Hắc Độc, âm mưu khiến Chu Nguyên không thể ra khỏi Hắc Uyên. Cùng lúc này Vệ tướng quân kể về tình hình Hắc Uyên cho Chu Nguyên, hóa ra từng có rất nhiều thế lực mạnh tại Hắc Uyên nhưng lại đột nhiên biến mất mà chỉ sót lại một tòa di tích. Nó được để lại bởi thế lực cổ đại tên Chiến Khôi Tông, mà di tích này sẽ gài vô số con rối chiến đấu. Trong đó có cự mãng mang trái tim thu hồn của nguyên thú thuộc mãng tứ phẩm, nó đến cả cao thủ thái sơ cảnh cũng khó đối phó. Thêm nữa, Hỏa Linh Tuệ cũng có vô số thế lực lam le, kể cả Hắc Độc Vương. 5 ngày nữa, Vệ Thương Lan sẽ cho binh sĩ tinh nhuệ hỗ trợ Chu Nguyên vào Hắc Uyên. Nói rồi hắn rời đi, đột nhiên Thanh Thanh và báo tin Tề Hạo đã chạy còn đánh bị thương Vệ Đình, biết tin hắn là đi tìm Hắc Độc Vương, đã vậy lần này lão sẽ trả lại ân oán. Sáng hôm sau, Chu Nguyên bỗng tấn công Ấu Vi nhưng cô phản xạ nhanh nhẹn đã kịp đỡ đòn, hóa ra cô đã ngày đêm tu luyện Viêm Lôi Khí và Hàn Minh Khí. Hai người lao vào tỉ thí, cuối cùng Chu Nguyên khôn lỏi vẫn lừa búng được trán của Ấu Vi, hắn dặn dò cô nên đồng thời sử dụng hai công pháp. Đến thời khắc chuẩn bị xuất phát, Vạn tướng quân đã giúp đỡ hết sức, đại quân có lẽ đã đủ lợi hại để tới Hắc Uyên, họ xuất phát. Cùng lúc tại thành Hắc Độc, Tề Hạo đã đến chào hỏi muốn bàn chuyện hợp tác. Hắc Độc Vương khó chịu vì phải chờ lâu, Tề Hạo nói ra tình hình Vệ Thương Lan và Hoàng Thất hợp tác. Hắn cũng vào thẳng vấn đề muốn Hắc Độc hỗ trợ để lấy Hỏa Linh Tuệ, nếu thành công chúng sẽ lật đổ Hoàng Thất và chia một quận Thương Lan cho thành Hắc Độc. Hắn còn nói ra bí mật chúng có vương triều Đại Võ chống lưng để lão ta tin. Với sức ép của cả phủ Tề Vương và Đại Võ, Hắc Độc Vương đã đồng ý hợp tác nhưng điều kiện phải là hai quận Thương Lan trên 13 quận Đại Chu. Cuối cùng chúng giao kéo Hỏa Linh Tuệ đổi lấy 3 quận Thương Lan. Quay về phía Chu Nguyên, họ đã tới thành Trù Ma gần nhất với di tích Chiến Khôi Tông, đêm nay họ sẽ ngủ tại đây. Khi biết nơi đây nhiều người đã vào di tích lấy được bảo vật, Chu Nguyên quyết định đi xem một vòng. Đi được một hồi, bỗng Yêu Yêu nhìn thấy một tấm lệnh bài màu đen, nguyên văn trên đó không hoàn chỉnh nhưng có vẻ không tầm thường. Khi Chu Nguyên đang định mua thì bất ngờ tên Tề Hạo tiến tới muốn mua với giá cao hơn. Vệ tướng quân thấy thì vô cùng bực tức nhưng với gia thế của hắn lão không thể ra tay. Chu Nguyên và Tề Hạo đối đầu giành nhau lệnh bài như muốn đấu giá. Tên Tề Hạo chính là muốn đẩy giá cao lên hại Chu Nguyên bỏ tiền nhiều. Lúc này lại thêm lão Hắc Độc Vương tìm tới, Vệ Thương Lan đến giờ đã không thể nhẫn nhịn mà tấn công. Lão điên cuồng lao tới đuổi rượt rất căng thẳng nhưng khi này Chu Nguyên ngăn lại. Lão Hắc Độc Vương biết hắn đã giải được độc cũng hỏi chuyện. Lão ta còn lăm le mà ra điều kiện hợp tác nhưng loại bỉ ổi này Chu Nguyên chả thèm, quyết bảo vệ lãnh thổ Đại Chu. Hai bên xỉa sói qua lại, Chu Nguyên cũng hùng hổ sau này sẽ dạy dỗ cả nhà đám Tề gia phản nghịch kia, bọn chúng uy hiếp mà còn nói trả lại nên ôm tức rời đi. Đến tối, mọi người phải nghĩ cách đối phó Hắc Độc Vương. Lão và Vệ tướng quân thực lực ngang nhau nhưng lão ta có nguyên khí tứ phẩm hàng cao cấp nhất. Khi đánh nhau Vệ Thương Lan sẽ dần dần bị ô nhiễm nên rất khó thắng được. Đến đây, Yêu Yêu đã có cách mang ra Vạn Mộc Ngự Độc Văn có thể ngăn chặn mọi loại độc. Nếu vậy Vệ tướng quân sẽ chả còn sợ gì cái độc chướng ma kia. Mai bọn họ quyết định lên đường. Chu Nguyên biết năng lực mới là mấu chốt, quyết tâm luyện lên dưỡng khí cảnh. Sau một hồi cốt cách thật sự đã linh thông, hắn thấy vô cùng nhẹ nhõm như được phá bỏ xiềng xích. Thành công mở mạch thứ 8, vẫn tiếp tục tu luyện, hắn đã mở ra khí phủ, nó tứ xanh thành tím, từ cấp 2 đã lên được cấp 3, lúc này bỗng có luồng nguyên khí bao quanh. Hắn như ngờ ngợ ra gì đó, màu tím đã chuyển thành màu vàng, là khí phủ cao cấp nhất, nhưng có biến, độc oán long lại xuất hiện bao trùm, tất cả biến thành màu đỏ, thật lạ thường. Sáng hôm sau Chu Nguyên đã hỏi lại Yêu Yêu, đến cô cũng chưa từng nghe chỉ có thể đoán hắn bị lây nhiễm độc oán long mà dặn dò hãy quan sát. Đám người này khí phủ cũng kỳ lạ thật. Bên kia đã xuất phát nhưng bên này vẫn thong thả dạo phố, lão Hắc Độc Vương cứ mặc kệ để họ mở đường, tên Tề Hạo dường như có âm mưu hiểm ác đối phó Chu Nguyên. Chiều tà, Chu Nguyên cùng mọi người đã đặt chân đến di tích Chiến Khôi Tông, trên không trung chính là kết giới nguyên văn. Có lẽ trước kia là để bảo vệ môn phái, giờ đây chắc nguyên khí cũng tiêu tan, chỉ còn sót lại dấu vết nhưng họ cũng không thể xông bừa vào. Năm canh giờ nữa Hỏa Tuệ Linh mới bung nở hoàn toàn nên Chu Nguyên quyết định qua lấy quả ngọc anh trước. Thanh Thanh nhắc rằng đã có nhiều người đến nhưng chưa từng ai hái được, dù vậy, hắn vẫn quyết đi thử. Bên phía đám Tề Hạo, chúng đã biết hướng mà họ di chuyển, khi biết quả ngọc anh có thể gia tăng tuổi thọ thì hắn cũng đoán ra Chu Nguyên là muốn lấy nó cho mẫu hậu. Chỉ vì để hơn thua mà hắn quyết định cũng tới tranh giành quả ngọc anh. Chu Nguyên cùng mọi người đã bắt đầu tiến vào di tích chứa nhiều con rối chiến đấu, đột nhiên, Yêu Yêu cảm nhận được có nguy hiểm, quả nhiên giây sau họ đã bị tấn công, là rối thú dưỡng khí cảnh vô cùng mạnh mẽ. Thanh Thanh được nhận được lệnh liền cùng các dưỡng khí cảnh lao tới tấn công. Thế nhưng dường như chả nhằm nhò gì với chúng nó vì rối thú sức lực mạnh, hơn nữa còn cả sương mù dày. Chu Nguyên muốn cũng lên giúp sức nhưng bị ngăn lại, hắn vẫn quyết đi thì Yêu Yêu nhắc nhở phải cẩn thận làn sương mù kỳ bí này. Chu Nguyên lao ra, Ấu Vi cũng theo sau,
Đúng thời khắc Thanh Thanh gặp nguy hiểm thì hắn đã tới kịp, họ mạnh mẽ đối đầu với nhiều con rối thú và hỗ trợ nhau. Giải quyết xong những con nhỏ, bỗng lại có một con siêu cấp khổng lồ xuất hiện tấn công. Sau một hồi chật vật, Chu Nguyên đã phát hiện điểm yếu. Ba người hiểu ý nhau phối hợp, đầu tiên là Ấu Vi, tiếp theo là Thanh Thanh, cuối cùng Chu Nguyên phòng tới đánh trêu chí mạng, con rối khủng đã bị hạ gục bởi ba người. Quả nhiên chúng nó cử động được là nhờ Nguyên Văn, chúng khiến sức lực họ tiêu hao nhưng cũng may tìm ra được điểm yếu. Phía sau là đám Tề Hạo tiến vào thong thả vì đã được dọn đường, Chu Nguyên bên này trước mặt đã là cây cho quả Ngọc Anh. Thứ quả hình dạng như đứa bé mới sinh, xung quanh còn có nhiều người nhưng chúng lại chưa hành động như đang dè chừng gì đó. Hóa ra chính là những mảnh kết giới Nguyên Văn khuyết thiếu trên hồ. Lúc này tên Tề Hạo đã đuổi tới, bỗng có hai tên ngu ngơ lao lên trước và bị cái hồ nuốt chửng. Ra là nguyên khí càng dồi dào thì càng dễ chìm xuống hồ, sau khi sâu chuỗi Yêu Yêu nhận ra Chiến Khôi Tông này coi trọng Nguyên Văn hơn cả. Dùng cách này người nguyên khí dồi dào chả thể chạm nổi tới quả Ngọc Anh, cách đi qua chính là dùng sức mạnh thần hồn để phủ dưới lòng bàn chân. Chỉ còn 3 canh giờ, Chu Nguyên quyết định hành động, thật sự đã thành công, tên Tề Hạo thấy vậy đã gọi Triệu Thanh Phong đến. Hắn gieo rắc hận thù thêm với cả điều kiện hấp dẫn, lợi dụng tên nhóc này để hãm hại Chu Nguyên và lấy quả Ngọc Anh. Tên Thanh Phong này thần hồn không phải dạng vừa, Yêu Yêu lo lắng muốn thay Chu Nguyên đi nhưng bên trong chả biết còn giấu bao nguy hiểm. Hắn không đồng ý để cô mạo hiểm nên muốn tự mình tiến vào, nếu có gặp nguy hiểm thì vẫn có Yêu Yêu và vệ tướng quân cứu giúp. Thấy vậy, mấy tên đợi từ lâu ở đây cũng hành động theo, trên mặt hồ lại càng nhiều đối thủ. Thủ đoạn đơn giản này khiến Chu Nguyên có chút cảnh giác, quả nhiên một luồng sáng xuất hiện, cái cây đã tấn công thần hồn. May Chu Nguyên nhanh nhẹn dùng Nguyên Văn nhất phẩm làm lá chắn, nhiều tên cũng học theo nhưng chả mấy người trụ được lâu. Tên Tề Hạo chỉ cần Thanh Phong ngăn được Chu Nguyên, chú sống chết hắn chả quan tâm. Sau màn tấn công này còn sót lại 5 người, e là con đường tiếp sẽ chẳng dễ dàng, tiến vào thêm lại có một cơ quan khởi động, lại là tấn công thần hồn khiến Chu Nguyên choáng váng. Nếu không chịu nổi sẽ bị nghiền nát thần hồn mà trở nên trì độn, vệ tướng quân rất lo lắng nhưng Yêu Yêu ngăn lại vì tin tưởng Chu Nguyên. Hắn thật sự rất quyết tâm vùng dậy, đây chả là gì với những thứ hắn trải qua, sau một hồi bình tĩnh cầm cự, hắn đã tỉnh lại và vượt lên. Tên Thanh Phong tỉnh lại thì Chu Nguyên đã tới gốc cây rồi. Thanh Phong này vậy mà bỉ ổi đánh lén Chu Nguyên, may anh nhà phản xạ rất nhanh mà chống trả. Chu Nguyên lại cũng là hư cảnh trung kỳ, hắn cũng dùng chiêu tấn công thần hồn, kết cục Thanh Phong bại trận bị cái hồ nuốt chửng. Với sự nỗ lực, Chu Nguyên đã thành công lấy được 2 quả Ngọc Anh để bù lại tuổi thọ cho mẫu hậu, hắn còn lấy được thêm một chiếc nhẫn kỳ lạ từ thân cây. Mưu mô của Tế Hạo không thành, chúng quyết định quay về mục đích Hỏa Tuệ Linh, tên Tề Hạo muốn đến lúc đó đánh bại rồi cướp bảo bối mà Chu Nguyên cực khổ có được. Khi Chu Nguyên an toàn trở lại, họ cũng nhanh chóng xuất phát tới chỗ Hỏa Tuệ Linh. Khi hỏi Yêu Yêu, hóa ra cái nhẫn này là nguyên bản giúp gia tăng thần hồn mạnh mẽ, những đòn tấn công thần hồn lúc nãy át hẳn do chiếc nhẫn này. Có điều, hoa văn gốc của nhẫn đã hỏng vì cái cây dùng quá nhiều năng lượng thần hồn, may mà Yêu Yêu có thể tu sửa. Lúc sau, họ đang tiến lên một con dốc cao thì bỗng có động tĩnh, là nhiều quân lính của Tề Hạo. Tiếp theo 6 con rối chiến đấu thiên quan cảnh tiến đến xung quanh, chính là Tề Hạo dùng người dụ chúng đến mưu kế giữ chân. Tiếp theo hai bên lao vào đánh nhau. Con rối này dường như lợi hại hơn rối thú lúc mới vào rất nhiều. Chúng cũng dùng Nguyên Văn làm động lực thế nhưng đã bị giấu đi, phải tìm được để phá hủy thì mới có thể đối phó. Chúng đánh đấm vô cùng ác liệt. Lúc này Chu Nguyên muốn dùng thần hồn để tìm ra, hắn sẽ xông lên giúp đỡ, còn vệ tướng quân ở lại giữ sức để tí đề phòng Hắc Độc Vương. Chu Nguyên lao vào tham chiến, Lục Thống Lĩnh theo lệnh khống chế nó, quả nhiên dùng thần hồn Chu Nguyên đã tìm được Nguyên Văn. Hai người phối hợp, cuối cũng thành công xử một con, tiếp theo phải bảo mọi người tấn công vào điểm yêu là hậu tâm. Quả nhiên chỉ cần làm theo họ đã thành công, còn nhanh chóng giải quyết được hết mà nguyên vẹn trở về. Hỏa Tuệ Linh sắp nở, họ phải nhanh chóng tiến lên. Tên Tề Hạo bên này nghĩ chắc đám Chu Nguyên vẫn đang đấu với con rối, tên này đúng là thâm độc, chỉ coi những người lính đồng hành là quân cờ. Tiếp theo đám người Tề Hạo bao vây xử lý những tên cũng muốn lấy Hỏa Tuệ Linh, khi này Chu Nguyên đã đuổi tới. Hỏa Tuệ Linh cũng sắp nở rộ, đã đến lúc lão Hắc Độc Vương khiêu khích, vệ tướng quân cũng chả ngán lao lên đối đầu. Hai bên đều vô cùng thù hận nhau nên cuộc đấu tranh diễn ra vô cùng căng thẳng. Hắc Độc Vương lúc này dùng chướng ma lao nhốt vệ thương lan lại, thế nhưng chả được bao lâu đã bị phá tan. Hắc Độc Vương vẫn tưởng chướng ma khí của lão rất lợi hại, thế nhưng vệ thương lan có vạn mộc ngự độc văn của Yêu Yêu đã thật sự chống được khí độc chiếm thế thượng phong. Tên Hắc Vương có lẽ chỉ có thể giữ chân nhưng Tề Hạo vẫn bình tĩnh vì còn chiêu. Tiếp theo Tề Hạo lại thổi sáo, tiếng sáo vang lên khiến trời đất rung chuyển, không ngờ hắn gọi ra được chính là con rối chiến đấu bảo vệ di tích, còn có cốt cách mãng xà tứ phẩm thuộc thu hồn nguyên thú. Hóa ra hắn liên thủ với Đại Vũ mà có được sáo khống hồn, nó không chế được thú hồn, tiếp theo hắn không chế mãng xà tấn công bọn họ. Lục Thống Lĩnh cùng quân lính lao lên nhưng dường như không phải đối thủ, lúc này Yêu Yêu ném thôn thôn cho Chu Nguyên. Cô lại muốn nó đối phó với mãng xà khổng lồ, thấy nhóc cáo nho nhỏ tên Tề Hạo cười cợt chế giễu, vừa dứt lời, từ màn xương con rồi mãng xà đã bị đánh văng. Thôn thôn nhỏ bé giờ đã biến thành một con mãnh thú lợi hại khiến tất cả đều kinh ngạc, và lại thực lực thái sư cảnh hiện giờ cũng chỉ là nó khi mới còn ấu thơ. Con mãng xà tiếp tục tấn công nhưng dường như bị thôn thôn ăn đứt, cùng lúc này Hỏa Tuệ Linh đã nở. Yêu Yêu dùng Nguyên Văn mọc ra cánh,
cô sẽ ở lại hỗ trợ thôn thôn, còn tất cả mọi người phóng lên giành hỏa tuệ linh. Có một thế lực lạ mặt âm mưu chờ đợi hai thế lực bị thương rồi sẽ ra tay. Đám Chu Nguyên đã đuổi tới đám Tề Hạo, hai bên lần lượt cho người đối đầu nhau, Ấu Vi và Thanh Thanh cũng đi đối phó quân lính, cuối cùng chỉ còn Chu Nguyên và Tề Hạo đối đầu. Hai bên sau vài câu khiêu khích đã lao vào combat, họ đánh nhau nhanh nhẹn liên hồi tấn công, lúc này Tề Hạo lại như bị nhiễm độc từ trong nguyên khí Chu Nguyên. Không ngờ chính là tác dụng oán độc long, hai người đều rút vũ khí hùng hổ lao vào nhau đấu kiếm qua lại, một màn đối đầu chính diện. Lúc này Chu Nguyên dùng đến Kim Viên Ban Sơn Văn giúp thực lực tăng vọt lên ngang bằng đối thủ, không nói nhiều hai bên lại lao vào chiến đấu ác liệt, hai tên cùng lúc lao vào nhau đã xảy ra vụ nổ. Chu Nguyên và Tề Hạo đều bị thương nhưng với nguyên thuật kim thạch bứt phá, Tề Hạo đã chữa lành tất cả. Sức mạnh dồi dào hắn tấn công dồn dập đã áp đảo Chu Nguyên, Chu Nguyên phản xạ nhanh nhẹn tránh nhiều đòn rồi phản công, thế nhưng Tề Hạo dùng chiêu thức đã đánh văng hắn. Về trận đấu bên ngoài, Hắc Độc Vương Trả còn độc hỗ trợ đã bị áp đảo, các trận đấu khác vẫn diễn ra triền miên. Bên trong Chu Nguyên đã trọng thương tên Tề Hạo liền tiến đến chế nhạo, hắn kiên cường trở lại dùng Hoàng Cực Ấn đối phó đòn đánh, đã vậy rồi nhưng vẫn bị đánh văng ra. Tưởng đã bỏ cuộc nhưng không, ánh mắt Chu Nguyên vẫn chứa đầy quyết tâm, đúng thời khắc nguy hiểm bỗng cơ thể Tề Hạo kiệt sức gục xuống. Chính là đường nguyên văn thứ hai của bút Thiên Nguyên, nó đã hút hết nguyên khí của tên Tề Hạo kia. Hóa ra cứ mỗi lần Chu Nguyên đâm bút, sẽ là một sợi lông vô hình châm vào cơ thể Tề Hạo, nó ăn dần nguyên khí để cung cấp cho bút Thiên Nguyên. Tên Tề Hạo đến nước này rồi mà vẫn mạnh mồm đòi khôi phục nguyên khí, nhưng sự thật là hắn đã thua, phóng đao cuối cũng chả thể tổn hại gì, hắn chết ngã gục. Ấu Vi và Thanh Thanh tiến tới thì Chu Nguyên đã thấy được hỏa linh tuệ, những hạt giống xung quanh tan biến, giờ họ chỉ cần mang cây mẹ về để chăm sóc sẽ sinh ra nhiều hạt giống hơn. Nhờ vào đó để Đại Chu có nguồn tài nguyên lớn mạnh, Chu Nguyên cũng hứa sẽ tặng phủ tướng quân một phần. Xong chuyện ở trong nhưng vẫn còn ở ngoài, tên Tề Lăng đang chế nhạo Lục thống lĩnh thì Chu Nguyên đã ra tới, nghe tin Tề Hạo đã ngỏm thì tất cả đều hoang mang, chúng vội vàng rút quân. Bên này, thế lực lạ mặt nghe tin tưởng thời cơ đã đến mà ngu ngơ xông vào. Chưa đánh được gì mà Yêu Yêu lúc này đã múa bút quay cuồng tấn công, nguyên văn tứ phẩm của cô tạo ra lôi đình khủng khiếp. Tất cả chưa kịp hoàn hồn thì đã phải đứng hình vì cái đầu mãng xà rơi xuống, chính là thôn thôn khổng lồ uy hiếp bọn chúng rút quân, Yêu Yêu cũng xuống hạ màn. Chưa hết, thôn thôn còn tìm được hồn thú mãng thuộc tứ phẩm, Chu Nguyên liền nắm bắt ngay, giao kèo 100 đĩa thịt khô đã ngon lành có được nó. Tưởng đã hết mà lúc này vẫn còn Hắc Độc Vương, thôn thôn với ước mơ hai đĩa thịt khô lao lên tấn công nhưng lại bị nhiễm độc. Tưởng độc lợi hai ai ngờ thôn thôn lại giải quyết chỉ trong một đớp, cuối cùng tên Hắc Độc Vương bị truy đuổi phải gào mồm van xin hứa sẽ cống hiến cho Đại Chu và nghe lời. Yêu Yêu có cách khống chế nên Chu Nguyên đã cho lão cơ hội, trước nhiều sức ép lão phải ngoan ngoãn chịu thu nguyên khí và vẽ thuật pháp lên người. Đây là tỏa thần tử mẫu văn, chỉ cần lão phản kháng, dùng mẫu văn trừng trị thì thần hồn lão sẽ coi như toang. Mẫu văn Yêu Yêu đưa cho Chu Nguyên, muốn khởi động chỉ cần bóp vỡ. Từ giờ Hắc Độc Vương phải chinh chiến cho Đại Chu và trả những nợ nần mà lão tạo ra. Cuối cùng cũng xử lý xong mọi chuyện, thôn thôn cũng biến về hình hài dễ thương, thế lực của Chu Nguyên giờ đây có Yêu Yêu, thôn thôn, còn thêm cả Hắc Độc Vương, sức mạnh đủ để hoành hành vương triều Đại Chu. Sau chuyện này Chu Nguyên biết Tề Vương phủ sẽ trả bỏ qua, vì phủ đại tướng lần này góp sức lớn, hắn đều sẵn sàng giúp đỡ khi vệ tướng quân cần. Lúc này Chu Nguyên định sẽ rời đi, nhưng theo Yêu Yêu cảm nhận thì nơi di tích Chiến Khôi Tông này mạnh mẽ, ắt hẳn vẫn còn bảo vật, vậy nên bọn họ tiếp tục khám phá. Không ngờ lại đi tới trước một kết giới nguyên văn phức tạp, thứ này muốn mở ra phải dùng nguyên văn đặc biệt, cứ cố mở mà làm sai nó sẽ tự nổ, uy lực to lớn. Khi Chu Nguyên đang thất vọng vì nghĩ không lấy được bảo bối thì Yêu Yêu lại có một suy đoán, cô mang ra lệnh bài màu đen mà khi trước họ mua. Hóa ra nguyên văn trên lệnh bài và bia ngọc này có phần tương đồng nên cô nghĩ đây là chìa khóa mở ra kết giới. Vẫn chưa chắc chắn nên trước khi thử, Yêu Yêu bảo mọi người lùi ra vì sợ sẽ gặp biến cố, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ có mấy người kia ra còn Chu Nguyên và Ấu Vi cứng đầu vẫn đòi ở lại. Yêu Yêu bắt tay vào làm, cô cầm bút điều luyện vẽ những nguyên văn đặc biệt, cuối cùng kết giới thật sự có động tĩnh. Nó xoay chuyển luân hồi tạo ra áp lực lớn mạnh, cuối cùng kết giới đã tan biến, Chu Nguyên đẩy cánh cửa, cùng ba người bước vào bên trong. Đột nhiên, là những khối đá xếp đường cho bọn họ, hai hàng là đầy những con rối chiến đấu nhưng đang trong trạng thái ngủ. Bọn chúng không có chủ, Chu Nguyên muốn khống chế chúng để giúp tăng thực lực Đại Chu nhưng khó vì cần phải có nguyên văn tinh thông. Tiến vào thêm nữa, trước mặt là ba cái hòm nhỏ, mở một cái ra thì cơ quan khởi động. Hiện lên là những thước phim về Chiến Khôi Tông khi xưa, một trận tranh chiến tàn khốc, không ngờ vực tối bị hủy diệt như vậy. Khi Chu Nguyên và Ấu Vi vẫn đang thắc mắc thì Yêu Yêu lại trầm ngâm nhìn miếng ngọc bội hắc ra ra đưa. Tiếp theo Chu Nguyên lại tò mò mở ra cái hòm thứ hai, không ngờ bất thình lình một thanh kiếm nhanh nhẹn phóng tới Ấu Vi. Ấy vậy cô không sao mà nó đã chui vào khí phủ và cô có thêm một kiếm ảnh tên Dương Minh Kiếm. Khi biết nó là Thiên Nguyên binh, Ấu Vi liền muốn lấy ra biếu Chu Nguyên, thế nhưng nó đã ngủ sâu cô chả thấy triệu hồi. Hóa ra linh tính của kiếm sẽ chọn chủ, ắt hẳn Dương Minh Kiếm này là có thuộc tính âm dương mà chọn Ấu Vi. Cuối cùng họ quyết định mở nốt hộp thứ ba, không ngờ chính là một viên dạ thể cầu, dạng lỏng mà lại có nguyên văn, khi Chu Nguyên nhỏ vào một giọt máu. Nó như được khởi động, đã hiện lên một con rồi chiến đấu nhìn rất uy nghiêm,
Theo Yêu Yêu, nó có thể dung hòa với người mà hỗ trợ tăng sức mạnh. Khi Thu Nguyên chạm vào, quả nhiên nó đã hợp thành một với hắn, cảm giác rất thần kỳ. Trung Nguyên khống chế nó đấm xuống một quyền đã tạo ra uy lực thái sơ cảnh, thế nhưng giây sau hắn bất ngờ ngất đi, hóa ra tên nhóc dùng sức mạnh linh tinh mà thần hồn kiệt sức. Muốn điều khiển được con rối này cũng phải có thần hồn mạnh mẽ, nếu không sẽ bị vắt kiệt. Chu Nguyên lúc này biết Yêu Yêu thần hồn mạnh mẽ nên muốn tặng nó cho cô, nhưng không thể, lúc nãy máu của hắn đã dung hòa với nó nên chỉ mình hắn có thể dùng được. Vậy nên, giờ Chu Nguyên phải cố gắng gia tăng thần hồn, điều khiển được rồi thì con rối này vô cùng mạnh mẽ, giúp tăng uy lực công pháp nguyên thuật, còn giúp sức mạnh nguyên văn lợi hại hơn. Chu Nguyên gọi nó là Ngân Ảnh, có vẻ đã hết bảo bối, bọn họ quyết định ra về. Bên phía lão Tề Lăng đã chuồn ra được, nghe tin Chu Nguyên thu phục được Hắc Độc Vương thì lão cay cú, về bẩm báo Tề Vương quyết tâm trả thù. Cùng lúc này, người của Chu Nguyên đợi bên ngoài đang rất lo lắng, tên Hắc Độc Vương ấy vậy mà độc mồm chu ẻo. Khi hai bên đang căng thẳng thì Chu Nguyên cùng Ấu Vi và Yêu Yêu đã trở về. Ở một diễn biến khác, lão Tề Uyên biết con trai đã bị giết thì không muốn chấp nhận sự thật vì vốn thực lực Tề Hạo mạnh hơn Chu Nguyên. Nói về cự mã chiến khôi thì lại là bị con thú nhỏ thái sơ cảnh của Chu Nguyên diệt mất. Tề Lăng còn kể về sức mạnh khủng khiếp của Yêu Yêu, không thể tin thực lực hoàng thất lại lớn mạnh tới vậy, còn thêm lôi kéo được cả vệ tướng quân. Trước nguy cơ bị đánh bại và thù hận giết con, lão Tề Uyên lệnh di chuyển về quận Tề, chuẩn bị tấn công Đại Chu, quyết lần này muốn diệt tộc Chu. Lão gieo rắc hận thù Chu Vương cho quân lính, còn tự coi mình là chính nghĩa, khởi binh đánh Chu. Bên Chu Vương cũng đã biết tin, lúc này có Sở Thiên Dương đã lên tiếng muốn họ phải chiến đấu trừng phạt những tên phản tặc, thế nhưng lão Lưu Hầu lại xen vào phản đối, lão còn cho rằng Đại Chu sẽ không thể thắng, bỉ ổi đề nghị cắt đất quận Tề cho Tề Uyên, gì mà để bớt khổ cho nhân dân Đại Chu. Lúc Sở Thiên Dương bực tức phản bác, lão ta lại còn ép tới ép lui, cố gắng thuyết phục Chu Kình đầu hàng Tề Vương. Lưu Hầu này lấy lợi ích trước mắt mà thao túng tướng lĩnh cùng về một phe. Chu Kình bực tức thất vọng, bỗng khi này là Chu Nguyên đã trở về bước vào phản đối việc cắt đất cầu hòa, những tên muốn làm vậy chẳng khác nào nội gián phản quốc. Lão Lưu Hầu này miệng lưỡi sắc sảo lại thuyết phục được người khác nghe theo, thế nhưng lúc này bất ngờ lại là vệ tướng quân bước vào. Hóa ra khi còn ở chiến khối tông, chính Chu Nguyên đã nhờ đại tướng quân giúp hoàng thất khi Tề Uyên tạo phản. Đã tới lúc này thế mà lão Lưu Hầu này vẫn muốn dụ dỗ, nếu vậy Chu Nguyên sẽ gọi thêm người, chính là Hắc Độc Vương khiến mọi người đều sợ hãi. Lão Lưu Hầu sai người tấn công liền bị phóng đao tới đe dọa, tiếp theo Hắc Độc Vương quỳ xin được thu nhận và góp sức cho Đại Chu khiến tất cả xôn xao, đây cũng là lệnh của Chu Nguyên dặn. Hắn mang theo vệ tướng quân và Hắc Độc Vương trợ về chính là muốn bảo vệ hòa bình ổn định lâu dài cho Đại Chu, hai cao thủ này cũng là lý do khiến Tề Uyên bỏ chạy. Lão Lưu Hầu lúc này chả thể nói được gì, thêm chuyện về mối quan hệ của lão với Tề Vương phủ trước giờ thân thiết, dù có chối cãi thế nào cũng bị bắt bẻ phản mác mà thôi. Lúc này các tướng lĩnh và dân thần cũng nhận ra, họ đồng lòng nguyện vì Đại Chu chinh phạt nghịch tặc. Vậy thì Vương thượng cũng lập tức ra lệnh chỉnh đốn chuẩn bị cho chiến tranh, Lưu Hầu mặt xị cả da cũng bị lệnh giam lỏng. Cùng lúc này trên phố là một không khí âm u, Ấu Vi buồn bã vì cuối cùng xung đột vẫn xảy ra. Lúc này thấy một lão già ăn xin cô đã tốt bụng tôi tặng đồ ăn rồi rời đi, không ngờ người thần bí này nhìn ra khí phủ âm dương của cô, sau đó ảo diệu biến mất. Cùng lúc tại đại điện, Chu Nguyên đã kể lại mọi chuyện ở chiến khôi tông. Chu Nguyên an ủi cha, lần này hắn quyết sẽ bảo vệ Đại Chu, lấy lại những gì hắn đã từng bị chúng cướp mất, khởi của trận chiến chính là Tề Vương phủ. Không ngờ bọn chúng còn huênh hoang gửi cả chiến thư. Chuyển cảnh là vệ tướng quân cùng Hắc Độc Vương cưỡi ngựa đem theo quân lính, bọn người Tề Vương hiên ngang tấn công như vậy ắt hẳn có con át chủ bài. Trước cuộc đánh chiến chỉ còn 10 ngày, bên Chu Nguyên hắn đã đoán ra Tề Vương là được hỗ trợ từ Vương triều Đại Vũ, cũng là thế lực của tên thái tử đã cướp mất khí vận Chu Nguyên. Giờ đây, hắn chú tâm vào tu luyện Tổ Long Kinh tầng 1 và Thông Thiên Huyền Mãng khí, long khí đã bị cướp mất chỉ có thể dùng Độc Oán Long để khởi động, được Yêu Yêu cổ vũ hắn hành động. Sau một hồi thi triển bỗng nó lại vỡ ra, xung quanh thời gian như ngưng động, tiếp theo xuất hiện ảo ảnh, một chiều không gian hiện lên, bỗng nhiên là một con rồng khổng lồ tiến sát tới gần Chu Nguyên. Áp lực xung quanh vô cùng mạnh mẽ, con rồng rời đi lại xuất hiện vô số nguyên văn liên tục phóng đến tấn công, Chu Nguyên cầm cự cuối cùng vùng lên quay về được thực tại. Đang choáng váng mà Yêu Yêu thông báo hắn đã thành công, cô còn nhắc nhở thêm về việc nếu tu luyện Thông Thiên Huyền Mãng khí sẽ buộc phải đi trên con đường này mãi mãi. Hắn cũng rất muốn mạnh lên vậy nên sẽ cố gắng hết sức, tiếp theo cũng bắt tay vào tu luyện Tổ Long Kinh bước đầu. Chu Nguyên dung hợp nguyên liệu đó, làm việc này cũng phải rất cẩn thận, nhất là với hồn nguyên thú mãng tứ phẩm có thể cắn nuốt thần hồn. Quả nhiên, giây sau con cự mãng kia đã chui ra lao thẳng vào thần hồn Chu Nguyên, thế nhưng thần hồn của hắn như hố đen, đã hút cự mãng vào trước khi nó kịp hành động. Chu Nguyên tu luyện triền miên từ đêm tới ngày, bỗng như đã đột phá, từ trong hắn phóng ra một luồng sáng, chính là Thông Thiên Huyền Mãng khí, hắn đã chính thức trở thành người tu luyện Tổ Long Kinh, quả nhiên Hắc Gia Gia đã chọn đúng người. Nhưng giờ đây từ tầng 1 lên tầng 2 cũng không phải dễ, độ khó tăng gấp chục lần, không chỉ liên quan đến thực lực mà còn cần nắm bắt thời cơ, có lẽ là lúc Chu Nguyên lấy lại vận khí Thánh Long. Hắn cũng rất quyết tâm, lúc này bỗng cha mẹ đi tới, giờ đây hắn thành công, họ đã rất yên tâm và tự hào. Bên phía Ấu Vi,
cô lại mang đồ ăn cho lão ăn xin đã suốt 9 ngày, bỗng cô được lão gọi lại. Hóa ra lão đây không phải ăn mày, Ấu Vi tâm sự rằng cô sẽ ở lại chiến đấu với Tề Vương, đồng hành với người thân bạn bè. Sau khi cô rời đi, lão lại thần bí biến mất. Vài ngày sau, đã đến thời khắc đó, Vương Thượng cùng mọi người mạnh mẽ tiến lên đối mặt. Lúc này lão tự trách vì khi trước trả thể bảo vệ mà đã khiến Chu Nguyên chịu nhiều đau khổ thiếu sót. Dù vậy, Chu Nguyên không coi đó là điều xấu mà lấy nó làm động lực để vùng lên, hắn quyết lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Lão Chu Kình lần này cũng sẽ không nhượng bộ nữa, lúc này cũng khởi đầu trận chiến, Tề Uyên đem theo vô số quân lính lực lượng mạnh nên rất ngạo mạn khi người. Lão bỉ ổi tới nỗi đòi tiêu diệt hoàng thất, bên phía Chu Kình lần lượt có 3 cao thủ thái sơ cảnh, thế nhưng Tề Uyên lại chả có chút gì sợ hãi. Bất ngờ, từ đằng sau lão xuất hiện lại là Vương Triều Thiên, Lâm Niên, Triệu Thiên Luân và 3 kẻ nữa, còn đều là cao thủ thái sơ cảnh. Hóa ra 6 tên này vào nhiều năm trước là bề tôi của Đại Chu, Vũ Vương phản loạn mà cả 6 bọn chúng đều phản chiến theo. Năm đó Vũ Vương đã thề không đụng tới Đại Chu trong 100 năm, vậy mà giờ, 6 tên này lại hội gia nhập Đại Tề để tấn công họ. Lão Tề Uyên hùng hổ bắt họ lựa chọn trong nửa ngày, hoặc đầu hàng, hoặc chiến tranh. Bên trong bọn họ bàn chuyện, phía đối thủ có tận 6 cao thủ thái sơ cảnh mà bọn họ chỉ có 5. Theo vệ tướng quân, giờ buộc phải tìm cách đối phó 2 kẻ địch cao thủ thái sơ cảnh lần lượt ở 2 cửa thành vì đó là nơi hiểm. Một cửa, Sở Thiên Dương và Lục Thống Lĩnh muốn đảm nhận, hứa dùng mọi cách cố giữ chân. Về phía cửa thứ 2 có 2 cao thủ, Chu Nguyên đã xung phong đối phó, hắn nói đã có cách. Dù là vậy, Yêu Yêu vẫn lo lắng tới hỏi vì cô biết với cảnh giới thần hồn hiện tại, Chu Nguyên chả thể trụ được lâu. Hóa ra, chiêu hắn muốn dùng chính là Tổ Long Kinh, dù cho làm vậy có bị tổn thương thần hồn nặng nhưng hắn vẫn muốn vì sống chết của Đại Chu. Dùng Tổ Long Kinh dù chỉ có chút sai sót cũng sẽ toang luôn thần hồn, có lẽ đây cũng là bài kiểm tra xem hắn có thật sự là Thánh Long. Lúc này cha hắn tới dặn dò, Chu Nguyên cũng vô cùng quyết tâm. Cùng thời gian, Ấu Vi đang bình tĩnh bước dưới phố trước những dòng người hoảng loạn, lão bí ẩn gần đó nhìn ra ánh mắt quyết liệt này hướng về chiến trường. Nửa ngày rồi cũng trôi qua, nhận được kết quả từ Chu Kình, lão Tề Uyên hùng hổ lệnh quân lính tiến công. Trận chiến đã bắt đầu, quân lính tấn công lẫn nhau, Tề Uyên và Chu Kỳ cũng lao vào combat, vừa đánh nhau căng thẳng vừa chế nhạo, hai bên rút vũ khí đối đầu. Bên phía Yêu Yêu, trước hàng đàn quân địch tiến tới, cô bình thản uống rượu rồi dùng nguyên văn, cô gọi tới rồng tố lôi đình, từ trong xuất hiện rồng xanh. Cáo nhỏ thôn thôn cũng góp sức biến lớn thành nguyên thú uy lực mạnh mẽ. Ở diễn biến phía Chu Nguyên, hắn chạm mặt lão Vương Triều Thiên, chả thèm nói nhiều với lão, Chu Nguyên cầm nhẫn đeo vào và lấy ra ngân ảnh cùng hòa thành một với con rối. Hắn mạnh mẽ lao lên tấn công, nguyên khí của Chu Nguyên hiện giờ vô cùng khủng khiếp, các đòn đánh của lão hắn đều cân được, lúc này lão lại lắm lời. Không ngờ ở tại cửa tây bắc của thành, dường như quân lính của hoàng thất đều bị hạ gục, rất nhiều tướng lĩnh của Đại Chu nhưng đều bị một tên thái sơ cảnh đánh cho trọng thương. Số lượng đông chả thể bù được khoảng cách lớn của cảnh giới, dù biết vậy nhưng tất cả vẫn kiên cường đứng lên chiến đấu. Thời khắc này khi Lục Thống Lĩnh gặp nguy hiểm thì Ấu Vi đã kịp xuất hiện. Lão ta khinh thường cô chỉ là nha đầu nhỏ mà lao tới, với khao khát bảo vệ Đại Chu cùng mong muốn giúp đỡ mọi người và Chu Nguyên. Dương Minh kiếm trong Ấu Vi đã được thức tỉnh hiện lên, uy lực mạnh mẽ của khí phủ âm dương, cô căm hận lao tới chém một nhát, lão già đã tan nát máu me. Sau màn này, cô cũng kiệt sức mà ngất đi. Chu Nguyên cảm nhận được khí tức thầm cảm ơn cô. Hắn tiếp tục chiến đấu với lão già Vương Triều Thiên, các trận đối đầu khác lần lượt của Chu Kình, Yêu Yêu, Hắc Độc Vương, Vệ Thương Lan và Thôn Thôn cũng đều đang diễn ra căng thẳng. Chu Nguyên mạnh mẽ tấn công, lão ta cũng cay nên liên hoàn đáp trả, Vương Triều Thiên mồm thì liên tục chế nhạo sỉ nhục nhưng dường như trước khí bảo mạnh mẽ đã yếu thế hơn. Lúc này lão ta muốn ra chiêu chốt hạ, lão dùng sức tạo ra lốc xoáy cao. Bên phía Chu Kình, tên Tề Uyên tiếp tục uy hiếp nên hai lão lại lao vào tần nhau. Vương Triều Thiên kia có vẻ lợi hại nhưng Chu Nguyên cũng chả vừa, hắn dùng Thông Thiên Huyền Mãng khí, một vòng xoáy lợi hại chui ra mãng cự vàng, là nguyên khí hóa hình khiến lão Triều Thiên phải kinh ngạc. Lốc xoáy của lão ta lao tới nhưng dùng Huyền Mãng Thôn Thiên Thuật, Chu Nguyên không những đánh bay lốc xoáy mà còn nuốt chửng khiến lão ta trọng thương. Lão muốn vội chuyển đi để hồi phục, thế nhưng chưa bay được xa thì cơ thể đã bị nhiễm độc Oán Long mà vỡ vụn giữa không trung. Quả là con rối lợi hại, đã tăng nguyên khí lại còn tăng luôn cả độc Oán Long. Vì đã chiếm thế thượng phong, các quân lính hoàng thất hùng hổ lao lên. Hiện giờ tính thế đã lật chuyển, Tề Vương còn phải rất chật vật với Chu Kình. Bên phía Chu Nguyên, hắn di chuyển sang cửa tây bắc nhưng lại chả thấy Ấu Vi đâu, Lục Thống Lĩnh nãy mới thấy cô ngất xỉu ở đây mà giờ lại biến mất. Chưa kịp nghĩ gì thêm mà thần hồn Chu Nguyên đã dần suy yếu, e rằng chả còn duy trì được lâu. Mà theo như tình báo hiện giờ bên Thôn Thôn đang áp đảo, vậy nên nhân lúc vẫn còn trụ được, Chu Nguyên đã xuất hiện hỗ trợ Thôn Thôn. Cao thủ thái sơ cạnh bị một đớp vào bụng của chú cáo. Ở diễn biến phía Yêu Yêu, đã khống chế được lão già đối thủ, lão ta chống đỡ trong sự chật vật đã vùng ra cố gắng chạy thoát, Yêu Yêu mọc cánh đuổi theo. Hóa ra mấy tên cao thủ kia đã chạy về hết phía Tề Uyên xin rút, Chu Nguyên, Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương và Yêu Yêu, Thôn Thôn cũng đã tới đây. Tề Vương tới mức đường cùng bất ngờ lôi ra là đạo thánh chỉ Vũ Vương, thứ này có thể triệu hồi bóng dáng Vũ Huyền. Tề Vương dù có dùng cạn nguyên khí cũng muốn triệu hồi để đại bại Đại Chu, lão đã hành động,
thánh chỉ mở ra với nguyên khí mạnh mẽ, bóng dáng uy lực khủng, là thái sơ cảnh ngũ trùng thiên. Rắc rối rồi đây, tất cả dường như cảnh giới đều thua xa bóng dáng của Vũ Huyền này, cộng lại cũng chả đủ đối đầu. Tề Uyên rất ngạo mạn đòi dùng bóng dáng này lấy đầu của lão Chu Kình, với hận thù bị chém một tay và đau khổ của việc con trai bị cướp thánh long còn trúng độc oán long. Những ám ảnh năm đó, lần này dù uy lực đối phương có mạnh mẽ, Chu Kình quyết phải vùng lên chiến đấu để bước ra, vì tất cả và vì con, lửa hận trong lão như cơn sóng cuộn dâng trào. Hai bên lao vào đánh nhau, hai lão choảng tới choảng lui từ nơi này đến nơi khác, dù Chu Vương có nhỏ máu nhưng vẫn kiên cường tấn công liên hoàn. Lão bị đánh cho trọng thương nhưng vẫn muốn tiếp tục, Tề Uyên tăng thêm nguyên khí tạo được bức tường, từ nó đã phóng ra vô số thanh đao, nó mạnh mẽ tạo thành một vòng đao kiếm bao vây lấy Chu Kình. Cuối cùng lão đã bị nhiều thanh đao đâm xuyên vào người trước mắt Chu Nguyên, Chu Nguyên bây giờ vô cùng đau khổ căm hận, hắn vùng lên muốn bảo vệ cha. Thế nhưng, thần hồn quá yếu không thể lại phát động ngân ảnh, nếu hắn dừng ở đây lời thề bảo vệ gia đình và Đại Chu sẽ chả còn ý nghĩa, khi hắn tuyệt vọng thì giọng nói của cha vang lên an ủi. Dường như ý chí mạnh mẽ và lửa hận cháy bỏng đã tiếp sức mạnh cho Chu Kình, lão mạnh mẽ bóp vỡ những thanh đao và hồi phục quyết phải lấy lại tất cả nợ nần. Một luồng sáng chói lóa và nguyên khí vương thượng mạnh mẽ tăng cao, chính là thái sơ cảnh lên một lúc hai tầng, từ 3 lên 5 khiến mọi người đều phải ngước nhìn kinh ngạc. Lửa hận mạnh mẽ Chu Kình lao tới chiến tiếp, bóng dáng Vũ Huyền liên tục bị đánh ép nên dây sau thánh chỉ đã thành tàn tro. Mấy tên còn lại vội trốn nhưng cũng chả thoát được, Tề Uyên bị đánh văng, Chu Kình một mình đối phó mấy lão cao thủ thái sơ cảnh. Dòng lửa hiện lên xử lý một lượt tất cả luôn, lúc này Chu Nguyên bỗng ngất đi. Thời gian tới một tháng sau, hóa ra Chu Nguyên đã hôn mê suốt thời gian này mà giờ mới tỉnh, giờ hắn không còn khống chế được ngân ảnh. May mà cảnh giới đã lên được dưỡng khí trung kỳ, tiếp theo Yêu Yêu dặn hắn đi xem Ấu Vi vì cô gặp phải phiền phức. Cô ấy lúc này đang ở cùng lão già kỳ bí, Chu Nguyên xuất hiện khiến cô vui mừng. Lão kỳ bí này là Lục Huyền Cang bất thình lình lại phóng đến gần Chu Nguyên, giây sau đã đoán ra được hắn từng có thánh long trong người và nhiều điều khác. Hai người nói chuyện mà Chu Nguyên lại chả hiểu. Hóa ra lão Huyền Cang nhìn ra thiên phú của Ấu Vi nên muốn đưa cô tới vùng đất rộng hơn để tu luyện, ấy vậy cô lại đòi đưa Chu Nguyên đi cùng. Biết chuyện này, Chu Nguyên đã bảo cô hãy cứ tu luyện, cuối cùng sau khi nghe những lời an ủi và thuyết phục, cô trầm ngâm buồn bã ôm lấy Chu Nguyên khóc, xong rồi cô cũng đồng ý sẽ lên đường tu luyện rồi đi chuẩn bị. Tiếp theo trong lúc chờ đợi, Huyền Cang đã nói ra để cảnh báo Chu Nguyên, hóa ra Vũ Hoàng nhờ cướp được khí vận đã lên được thiên quan hậu kỳ, còn từng giết được thái sơ cảnh hơn hẳn Chu Nguyên. Lão khuyên hắn hãy có tầm nhìn sâu rộng hơn và học hỏi nhiều hơn. Huyền Cang kể ra câu chuyện từ lâu trước đây, có một thánh giả rơi xuống thế gian, tạo ra thánh huyết tại thánh tích mà nhiều thiên tài đã tranh giành nhau để được xưng thành thánh tử. Nếu vậy sẽ đặt nền móng cho thánh giả có thể ngưng tụ thánh thai, mở ra pháp vực và cuối cùng thấu hiểu được huyền bí. Mà chức danh thánh giả hiếm hoi này khi thánh tích chi địa sắp mở ra đã có rất nhiều những thiên tài trẻ tuổi chuẩn bị đến chiến đấu giành giật. Mục đích là muốn được Lục Thánh Tông thu nhận, chính là tông môn chúa tể của Thương Huyền Thiên này. Đối với họ, mình cũng chỉ là một thế lực hạt cát, với thực lực hiện giờ Chu Nguyên rất khó để thắng được Vũ Hoàng. Nhưng dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, hắn cũng sẽ can đảm nắm bắt. Nửa năm nữa thánh tích chi địa mở ra, Huyền Cang đã ném cho hắn một bản đồ và miếng ngọc bội huyền bí coi như giúp sức. Chuyển cảnh sang phía tên Vũ Hoàng, hắn quyết định sẽ khởi hành tới thánh tích chi địa vào ngày mai, hắn rất tự tin sẽ đoạt được tạo hóa kia. Bên cạnh hắn là cô gái tên Vũ Giao đã khuyên đừng nên ngạo mạn vì đối thủ đều là những thiên tài trẻ tuổi, khi nói về lời tiên tri giữa hai tộc, cô lại nói Vũ Hoàng chưa chắc là thánh long khiến hắn đằng đằng lửa giận. Cô khuyên nên cẩn thận với Chu Nguyên nhưng hắn chả lọt tại mà rất coi thường thực lực đối phương. Trước tính cách này cô đành mặc kệ hắn, mai Vũ Giao cũng sẽ rời Đại Vũ. Nối rồi cô bỏ, Vũ Giao này đã mượn khí vận thánh long của Chu gia, nếu một ngày hắn thật sự vực lên thì cô ta lại muộn nuốt chừng nó. Sáng hôm sau Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đã cưỡi ngựa xuất phát, muốn trở thành thánh long thì bắt buộc phải lên đường. Chu Nguyên tự hứa một ngày nào đó sẽ rạng danh trên đại lục, thực sự trở thành thánh long.